Các bạn thân mến, kênh này là giải trí lúc rảnh, không có thu lợi đồng nào nên cần các bạn bấm thích, trên 4 lượt thích một tập mình sẽ đăng tập kế, nếu không một ngày một tập. Chí Tôn Chiến Thần, Giang Sách. Tập 54. Giang Sách đi nhanh lên qua đây coi Giang Hàn Tầm tình trạng, cho dù hắn y thuật phi phàm, hay là đối với Giang Hàn Tầm tình trạng thúc thủ vô sách. Độc đã công tâm, không có thuốc nào cứu được. Đây cũng là hà tất rồi. Kỳ thực ở Giang Hàn Tầm đem tất cả chân tướng nói hết ra sau đó, Giang Sách trên cơ bản cũng đã không có bao nhiêu tức giận, đối với Giang Hàn Tầm hận ý trên cơ bản cũng đều thở bình thường. Dù nói thế nào, Giang Hàn Tầm cũng là hắn nhị thúc, huống chi Giang Hàn Tầm làm đây hết thảy, cũng chỉ là vì hướng cái kia cặn bã nam trả thù. Giang Sách là có thể hiểu. Giang Hàn Tầm căn bản không cần chết, hắn thực sự quá choáng váng. Lúc này, Giang Hàn Tầm chống đỡ một miếng cuối cùng khí, mỉm cười đối với Giang Hàn Phi nói rằng, lão ca, ngươi không cần cho ta khổ sở, lại càng không dùng cho ta rơi nước mắt. Ta tuyển trạch chết, cũng chỉ là muốn dùng của ta chết đi lợi dụng ngươi mà thôi. Cái gì? Giang Hàn Phi hoàn toàn không hiểu. Giang Hàn Tầm vừa cười vừa nói, lão ca, trên cái thế giới này hiểu rõ nhất người của ngươi chính là ta. Ta biết ngươi trạch tâm nhân hậu. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyện ý giết chết Đàm Vĩnh Cửu thắng. Hơn nữa, bất kể là ngươi chính là ta, kỳ thực cũng không có năng lực giết chết hắn, điểm này ta rõ ràng. Thế nhưng, Giang Hàn Tầm chỉ Giang Sách, nói rằng, lão ca, con của ngươi Giang Sách bất đồng. Hắn chí mưu cùng vũ lực, vượt qua xa hai chúng ta có thể so sánh với, nếu như hắn bằng lòng giết chết Đàm Vĩnh Cửu thắng, tiêu diệt Đàm gia. Ta đây tin tưởng ngày này không cần chờ bao lâu là có thể đến. Nếu như là Giang Sách, tình huống kia thật vẫn liền không nói được rồi. Vấn đề là, Giang Sách chịu không? Tuy là Đàm Vĩnh Cửu thắng hành vi quả thực ghê tởm, nhưng này đều là đời trước nữa cửu hận, cái gọi là oan oan tương báo khi nào. Giang Sách thực sự còn có cần phải báo thù sao? Giang Hàn Phi nói rằng, Hàn Tầm ở đâu, làm sao đến bây giờ ngươi còn muốn báo thù? Ngươi chính là bị hai chữ này cho hại cả đời. Hơn nữa, có ta ở đây, kiên quyết sẽ không đáp ứng Sách Nhi đi đối phó Đàm gia. Không phải, lão ca, ngươi sai rồi, chính là bởi vì có ngươi ở đây, Giang Sách mới không thể không đối phó Đàm gia. Vì sao? Bởi vì ta là bởi vì lão ca ngươi chỉ có chết nha. Giang Hàn Tầm vui vẻ, ta bởi vì ngươi thờ ơ lạnh nhạt, không còn cách nào báo thù mà lựa chọn tự sát. Giống như ngươi vậy thuần phát người hiền lành nhất định sẽ áy náy suốt đời. Duy nhất có thể cho ngươi đi ra biện pháp chính là hoàn thành ta lâm chung nguyện vọng diệt trừ Đàm gia. Giang Hàn Tầm lạc vừa cười vừa nói, Giang Sách là một hiếu thuận hài tử, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn ngươi áy náy suốt đời, cho nên thế tất hiếu giúp ngươi đi tới, giúp ngươi hoàn thành ta nguyện vọng. Lão ca, ngươi lại một lần nữa bị ta tính toán gắt gao a hát. Cái này... Giang Hàn Phi tương đương không nói. Tựa như Giang Hàn Tầm nói như vậy, một ngày Giang Hàn Tầm vì vậy mà chết, Giang Hàn Phi thế tất yếu áy náy suốt đời, Giang Sách vì không cho Giang Hàn Phi áy náy, thì không khỏi không đi hoàn thành Giang Hàn Tầm nguyện vọng. Giang Hàn Tầm đây là dùng tánh mạng của mình đến bước vội và Giang Hàn Phi trợ giúp chính mình. Hàn âm lãnh nói rằng, lão ca, hiện tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một, nhìn ta bởi vì ngươi, tuyệt tình. Mà chết, cái gì cũng làm không được, áy náy suốt đời. Hai, giúp ta hoàn thành nguyện vọng, cũng giúp ngươi đi tới. Làm sao chọn, nhìn ngươi mình. Nói xong, hắn càn rỡ cười ha hả. Đạo này đề, bất kể thế nào chọn, đều sẽ làm cho Giang Hàn Phi thống khổ vạn phần. Giang Hàn Tầm dùng tánh mạng của mình đến bước vội và Giang Hàn Phi tiến hành tuyển trạch, dùng tánh mạng của mình đi mưu hại Giang Hàn Phi. Vì báo thù, Giang Hàn Tầm thật là cái gì đều không đếm xỉa đến. Ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, Giang Hàn Tầm đối với Giang Sách nói rằng, mời. Chiếu cố tốt, cảnh rõ ràng. Vừa dứt lời, Giang Hàn Tầm khí tức triệt để chặt đứt. Người, chết. Hàn Tầm, đệ đệ a. Giang Hàn Phi ôm Giang Hàn Tầm thi thể, khóc ròng ròng, gào khóc, vết thương trên người dễ dàng khép lại, trong lòng tổn thương cả đời đều khép lại không được. Giang Hàn Tầm chết. Giang Hàn Phi trên ngực nứt ra một cái sâu đậm chỗ rách. Giang Sách thở thật dài, chậm rãi bước đi ra phòng nhỏ.
Cừu trắng đi tới trước hỏi, thống suất, hiện tại làm như thế nào? Giang Sách nói rằng, chờ ta phụ thân tâm tình yên ổn sau, đem hắn tiếp trở về 556 hảo biệt thự đi nghỉ ngơi, được rồi, đem mặc cho A Di cũng đón về, để cho nàng làm bạn phụ thân biết khá một chút. Đồng thời, đem ta nhị thúc Giang Hàn Tầm thi thể cho khiêng đi, hảo hảo xử lý, tìm một khối phong thủy cực tốt mộ địa cho an táng. Ghi nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể làm cho Đàm gia người biết nhị thúc ta bất cứ chuyện gì. Cừu trắng gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Ngày hôm nay, thật là một bi thương thời gian. Màn đêm buông xuống. Giang Sách sắp xếp người đem phụ thân Giang Hàn Phi tiếp trở về 556 hào biệt thự, làm cho hắn nằm mềm mại trên giường, điều dưỡng sinh tức. Ba, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại đều giao cho ta tới xử lý. Giang Hàn Phi gật đầu, nắm Giang Sách tay nói rằng, Sách Nhi, cha con chúng ta sắp xỉ 10 năm không có gặp mặt, lúc đầu phụ tử gặp lại chắc là một chuyện vui sướng tình, nhưng là bởi vì nhị thúc ngươi quan hệ. Giang Sách mỉm cười, ba, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, ta đều hiểu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, được rồi ba, ta còn muốn để cho ngươi thấy một người, tin tưởng ngươi thấy nhất định sẽ hài lòng. A hát, Giang Hàn Phi lắc đầu. Bây giờ ta, thấy ai cũng sẽ không cao hứng. Trừ phi mẹ ngươi hoặc là đệ đệ ngươi có thể chết mà phục sinh, bằng không ai cũng không cách nào để cho ta vui vẻ. Vậy không tốt nói. Giang Sách nhìn về phía cửa, đề cao giọng hô, mặc cho A Di, mời vào A. Vừa dứt lời, một nữ nhân xuất hiện ở cửa, e lệ hướng phía bên trong phòng nhìn lại, đang cùng Giang Hàn Phi hai mắt nhìn nhau một khắc kia, dường như đã có mấy đời. Giang Hàn Phi ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đi tới người lại là. Tiểu Lan, sao ngươi lại tới đây? Cái này truy cầu rồi chính mình nhiều năm nữ nhân, tại chính mình bất lực nhất, khó chịu nhất thời điểm, phi thường thích hợp xuất hiện. Giang Hàn Phi viên kia bị thương tâm, thoáng cảm nhận được chút ấm áp. Khóe miệng của hắn không kiềm hãm được nhếch lên. Giang Sách âm thầm cười trộm, quả nhiên bị hắn đã đoán đúng, quả nhiên nhiều năm sau gặp lại. Làm cho phụ thân chiếm được cực đại thoải mái. Mặc cho Chỉ Lan khiếp xanh xanh đi đến. Mặc kệ đến rồi cái gì niên kỷ, nàng ở Giang Hàn Phi trước mặt mãi mãi cũng như là một cái nụ hoa chớm nở tiểu cô nương. Hàn Phi, ngươi, nghỉ ngơi nhiều, mặc cho Chỉ Lan có chút nói năng lộn xộn, không biết nói cái gì cho phải. Giang Hàn Phi mỉm cười nói, Tiểu Lan, ta nhớ được ngươi lấy chồng ở xa nước ngoài, sao lại thế trở về? Giang Sách thay nàng hồi đáp, chuyện của nơi này tương đối phức tạp, nói ngắn lại, bây giờ mặc cho A Di đã là lẻ loi một mình, lần này tới kinh thành mục đích, chính là vì trợ giúp ta cứu ra cha ngươi. Vì cứu ngươi, mặc cho A Di nhưng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Hắn cố ý nói ngoa, tốt làm sâu sắc Giang Hàn Phi đối với mặc cho Chỉ Lan cảm tình. Giang Sách đứng lên nói rằng, ta đi nhìn thuốc ngao xong chưa, các người bạn học cũ gặp mặt, hảo hảo nhờ một chút. Hắn xoay người rời đi. Không thích đáng cái đèn điện này ngâm nước. Giang Sách một thân một mình đứng ở lầu 2 trên ban công, hắn nhẹ nhàng mà ghé vào trên lan can, cảm thụ gió đêm thổi vào người thanh lương. Tới kinh thành cũng mau một tháng, cuối cùng là hoàn thành tâm nguyện, thành công đem phụ thân giải cứu ra. Nhưng hắn cũng không có rất cao hứng. Đơn giản là hắn đã biết càng nhiều bi thảm tin tức, cũng bởi vì nhị thúc Giang Hàn Tầm bi thảm chết đi. Đây hết thảy vốn không nên phát sinh. Nếu như Giang Sách có thể sớm một chút thấy rõ đến Giang Hàn Tầm đích thực thật thân phận thì tốt rồi. Lộc cộc đát, tiếng bước chân truyền đến, Mộc Dương Nhất đi tới Giang Sách trước mặt, nói rằng, thống suất, phi kê bọn họ đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục. Ta dựa theo ngươi nói, cho bọn hắn mỗi người đều phát ra 100 vạn tiền tử, đặc biệt phi kê, ta cho hắn 1.000 vạn tiền tử. Là của người khác thập bội. Giang Sách gật đầu, phải, lúc này đây có thể thuận lợi cứu ra phụ thân, phi kê hắn lập không nhỏ công lao. Nói, Giang Sách tiếp tục xem hướng xa xa. Mộc Dương Nhất rồi sợ run lên, đi tới nói rằng, thống suất, người có tâm sự. Giang Sách không nói lời nào. Mộc Dương Nhất đứng ở bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn phía xa nói rằng, trước đây ở Tây Cảnh thời điểm. Mỗi khi ngươi có tâm sự sẽ một thân một mình nhìn về phương xa. Còn nhớ rõ, lúc đó huấn luyện viên hắn từng không chỉ một lần giảng giải ngươi.
Vừa nghĩ tới dĩ vãng sự tình, Giang Sách sẽ tâm nở nụ cười. Ở Tây Kỳ tuy là quá vết đao liếm máu thời gian, nhưng lúc đó thực sự đơn giản, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, đạo lý đối nhân xử thế. Hắn chỉ cần tính toán địch nhân, không lưu chỗ trống là được. Nhưng bây giờ, bất đồng. Bởi vì Giang Sách tàn nhẫn, mới đem Giang Hàn Tầm bước cho trên tuyệt lộ. Mộc Dương Nhất hỏi, hiện tại Lão Thiên Tôn đã cứu ra, thống suất ngài bước tiếp theo định làm gì? Trở về Giang Nam Khu, vẫn là lưu lại làm bạn Lão Thiên Tôn, hay hoặc là thay nhị thúc ngươi hoàn thành tâm nguyện? Nếu như có thể biết phải làm sao, Giang Sách cũng sẽ không phiền muộn như vậy rồi. Hắn tiếp tục xem hướng viễn phương, sâu đậm thở dài. Thanh quan khó gảy việc nhà. Lúc này đây Giang Sách địch nhân là gia gia của hắn Đàm Vĩnh Thắng, mặc dù cái này cặn bã nam từng làm qua phi thường chán ghét sự tình, na dù sao hắn là Giang Sách gia gia. Trên đời này, nào có tôn tử chế tài gia gia? Không hợp quy củ. Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, na phụ thân Giang Hàn Phi trong hội cứu cả đời, nhị thúc Giang Hàn Tầm cũng sẽ chết không cam lòng. Khó làm. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê. Mộc Dương Nhất mỉm cười nói, thống suất, ta cảm thấy cho ngươi khả năng đem sự tình nghĩ đến phức tạp, kỳ thực sự tình cũng không có khó khăn như vậy làm. Giang Sách có chút hết ý nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt? Mộc Dương Nhất nhún vai, kỳ thực ngài không phải không nên giết chết Đàm Vĩnh Thắng, ngài hoàn toàn có thể cấp cho hắn nhất định đả kích, làm cho hắn thưởng thức nhân gian khó khăn, đạt được trừng phạt mục đích. Cứ như vậy, không phải đã hoàn thành nhị thúc ngươi tâm nguyện, lại không đến mức gánh vác sát hại ra ra tội danh sao? Một lời thức dậy người trong mộng. Đúng vậy. Kỳ thực sự tình rất đơn giản. Tựa như có người phạm tội, không nhất định liền cần phải xử tử, không thể hoàn toàn có thể căn cứ hắn phạm vào tội tới chế định tương ứng nghiêm phạt. Đàm Vĩnh Thắng năm đó vứt bỏ nãi nãi, tuy là đáng trách, nhưng là tội không đáng chết a. Giang Sách nở nụ cười, hắn có chút buông lỏng nói rằng, nếu Đàm Vĩnh Thắng năm đó ỷ có tiền có thế, khắp nơi loạn chơi, na vì nghiêm phạt tội của hắn, ta sẽ làm cho hắn mất đi quyền thế, làm cho hắn từ nay về sau làm một người bình thường. Ta sẽ không giết hắn, thế nhưng ta muốn làm cho Đàm gia trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm cho Đàm Vĩnh Thắng vì hắn năm đó hành vi trả nợ. Sáng sớm hôm sau, mặc cho chỉ Lan đỡ Giang Hàn Phi ăn xong điểm tâm sau, ngồi ở cửa phơi nắng. Giang Sách rời Trương Tiểu Ghế ngồi ở một bên, mỉm cười nói, ba, ngươi còn dự định trở về Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sao? Giang Hàn Phi khẽ nhíu mày, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng theo ta còn có cái gì quan hệ? Có a, dù sao Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hiện nay trên danh nghĩa chủ tịch cũng là ngươi. Ba, ngươi được trở về chủ trì đại cuộc a. Giang Hàn Phi khoát tay lia lịa, vừa đi nơi đó ta chỉ muốn bắt đầu nhị thúc ngươi, đồ làm cho bi thương, không đi, không đi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Sách Nhi, ngươi không phải Thịnh Nhạc khoa kỹ năng danh nghĩa người nối nghiệp sao? Na vừa vặn, ta liền đem chức chủ tịch truyền cho ngươi, từ nay về sau Thịnh Nhạc khoa kỹ năng giao cho ngươi tới xử lý. Giang Sách mỉm cười, cố ý hỏi, Na Thịnh Nhạc khoa kỹ năng giao cho ta tới xử lý nói, về sau làm như thế nào theo ta định đoạt, ba, ngươi cũng không thể nhúng tay. Cái này, Giang Hàn Phi có chút lo lắng hỏi, Sách Nhi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn vì ngươi nhị thúc hoàn thành tâm nguyện, đối phó ngươi ra ra Đàm Vĩnh Thắng? Đương nhiên, cái kia cặn bã nam vứt bỏ mang thai trong nãi nãi, hành vi như vậy nếu như không thêm vào nghiêm phạt, thiên đạo ở đâu? Công lý ở đâu? Ôi chao, vậy cũng là ngươi đời trước nữa sự tình rồi, cần gì phải tham dự vào? Không thể nói như thế, thù này không báo, ta ăn ngủ không yên. Hơn nữa, ba... Ta không giúp nhị thúc hoàn thành tâm nguyện, ngươi cũng sẽ ngủ không yên a. Dù sao hắn là dùng tánh mạng tới, tính toán, ngươi. Giang Hàn Phi thở dài, đúng vậy, không giúp Hàn Tầm hoàn thành chuyện này, ta quả thực không ngủ ngon ăn không ngon, nhưng Sách Nhi, ta lại càng không nguyện ý gặp lại ngươi đi mạo hiểm. Cùng Đàm gia đối nghịch, hữu tử vô sinh a. Giang Sách tự tin nói rằng, ba, đối với ta có điểm lòng tin, con trai của ngài vẫn có chút khả năng. Giang Hàn Phi vẫn lo lắng, Sách Nhi, ngươi liền không nên giết chết Đàm Vĩnh Thắng sao? Đó là ngươi ra ra, ngươi làm như vậy, biết gánh vác vạn cổ bêu danh. Ai nói ta muốn giết hắn rồi? Vừa mới không phải ngươi nói,
Ta chỉ nói là phải đối phó hắn, cũng không có nói muốn giết hắn. Giang Sách khẽ cười một tiếng, ba, ta chuẩn bị đem toàn bộ Đàm gia nhổ tận gốc, làm cho Đàm Vĩnh Thắng chỗ ỷ lại quyền thế toàn bộ sụp đổ, cũng nếm một chút người bình thường khó khăn. Về phần mệnh, ta sẽ không cần. Giang Hàn Phi nghe xong, hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra cũng đồng ý. Có thể Đàm gia thực lực mạnh thắng, muốn thế nào đối phó rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng nhị thúc ngươi quyết định kế sách? Trước làm bộ dựa vào, đợi đánh vào nội bộ sau đó mới phản loạn. Giang Sách khoát tay áo, làm như vậy thực sự quá chậm, hơn nữa Đàm Vĩnh Thắng căn bản không tin tưởng chúng ta, kế hoạch này thành công có khả năng hầu như là số 0, ta sẽ không như thế làm. Vậy ngươi dự định như thế nào hành động? Rất đơn giản, ta muốn đem Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng từ Đàm gia trong khống chế giải phóng ra ngoài, sau đó cùng Đàm gia chính thức tuyên chiến. A, ngươi điên rồi. Ba, xin tin tưởng ta. Ta không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ là Đàm gia thực lực cường đại, hiện tại với hắn tuyên chiến, không khác nào muốn chết a. Giang Sách gật đầu, hiện tại tuyên chiến đương nhiên không được, ta phải cần một khoảng thời gian tới đem Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng điều chỉnh, lớn mạnh, đợi thời cơ chín muồi, lại theo Đàm gia ngả bài. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, thời gian này, sẽ không vượt lên trước một tháng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau giờ ngọ, Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng đại lâu. Đoạn này thời gian công ty bầu không khí rất kỳ quái, ekip lãnh đạo toàn bộ đều mất tích không thấy. Chủ tịch không biết đi đâu vậy, tổng giám đốc cũng không thấy, công ty phó đồng cũng tốt vài ngày không tới. Đại gia nghị luận ầm ĩ. Nhưng bất kể thế nào đoán, cũng chỉ là đoán mò. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến chủ tịch của công ty cùng phó đồng, ở vườn trái cây hung hăng một cái cạn ỉ vào. Thành dưới đất bí mật, từ trước bọn họ không biết, về sau bọn họ cũng sẽ không đã biết. Chỉ có tham dự thành dưới đất công tác nhiều đồng, sâu đậm vì Giang Sách an nguy cảm thấy lo lắng. Bỗng nhiên, nội bộ công ty loa lớn vang lên, toàn thể công nhân lập tức buông việc trong tay xuống nhi, chạy đi công nhân phòng khách. Chủ tịch sắp sửa lâm thời tuyên bố nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Ân. Miêu Đồng ngẩng đầu nhìn phòng làm việc kèn đồng, rất là khó hiểu. Chủ tịch, Giang Hàn Phi. Nếu như Giang Hàn Phi đã trở về lời nói, đây cũng là ý nghĩa Giang Sách thất bại. Không khỏi, Miêu Đồng lòng dạ ác độc ngoan địa chấn run lên một cái, trải qua khoảng thời gian này ở chung, Miêu Đồng từ lúc mới bắt đầu chán ghét đến bây giờ đã thích Giang Sách. Biết Giang Sách khả năng gặp bất hạnh, lòng của nàng liền tương đương khó chịu. Miêu Đồng, đi, Thường Hướng Đông hô một tiếng. Ân, tới. Nàng đứng dậy đi theo Thường Hướng Đông đi tới công nhân phòng khách. Lúc này các ngành công nhân, lãnh đạo đều đi tới công nhân phòng khách, mọi người dựa theo bộ môn phân chia ngồi ở tương ứng chỗ ngồi. Đến khi người đến đông đủ sau đó, một cái hơi có vẻ niên mại thân ảnh đi lên sân khấu. Không sai, chính là Giang Hàn Phi. Chỉ là, Miêu Đồng trợn to hai mắt nhìn lúc này trên võ đài Giang Hàn Phi, cảm giác loáng thoáng có điểm không đúng. Tuy là bề ngoài, thân hình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng giữa hai lông mày khí chất theo trước hoàn toàn bất đồng. Trước kia Giang Hàn Phi âm lãnh giả dối, chỉ là nhìn qua liền làm cho một loại cáo già, cảm giác, mà giờ khắc này Giang Hàn Phi, thể nhược nhiều bệnh, nhìn qua vô cùng nhu nhược. Đồng thời không biết vì sao, nhìn lâu còn sẽ có một loại dương quang ôn nhu cảm giác. Cáo giả cùng nam nhân tốt. Hoàn toàn lưỡng chủng thể nghiệm. Miêu Đồng trợn tròn mắt, luôn cảm giác người nam nhân trước mắt này cũng không phải là Giang Hàn Phi, như là hàng giả, nhưng nếu như là hàng giả, na không khỏi dáng dấp cũng quá giống đi. Kỳ thực nàng sai rồi. Trước mắt cái này mới là thật Giang Hàn Phi, từ trước cái kia mới là hàng giả. Chỉ là đem giả trở thành thực sự quá lâu, lúc này mới có thể đem thực sự cho trở thành giả. Khái khái, Giang Hàn Phi điều chỉnh một cái microphone, mỉm cười nói, các vị đồng sự, các ngươi khỏe. Tin tưởng các ngươi thật tò mò đoạn này thời gian chúng ta lãnh đạo cao cấp gánh hát đều đi nơi nào, tại sao phải đột nhiên biến mất. Ta biết, trong công ty lưu ngôn phỉ ngữ rất nhiều, cái gì cũng nói, nhưng này chút hết thảy đều là giả. Ngày hôm nay, ta muốn nói cho các người biết chân tướng. Hắn tằng hắng một cái, chân tướng chính là, trong khoảng thời gian này ta bị bệnh, bệnh rất nặng.
Giang Phó Đồng một mực xem bệnh cho ta, Lưu Kinh Lý một mực chiếu cố ta, thế cho nên cũng không kịp trở về an bài công tác. Hiện tại, bệnh của ta tuy là khôi phục một ít, nhưng khẳng định không thể lại tiến hành cường độ cao công tác. Đây cũng là ý nghĩa, ta Giang Hàn Phi cũng đã không thể tiếp tục đảm nhiệm Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch chức vị. Nghe nói như thế, trên người mọi người lông tơ đều dựng lên. Không thích hợp. Nghe lời này, đó là muốn thối vị nhượng chức ý tứ A. Vấn đề là sẽ làm cho ai? Trên mặt nổi, Giang Sách là chính thống người thừa kế, nhưng không ai biết, Lưu Cảnh Minh tại công ty căn cơ càng sâu, hơn nữa Giang Hàn Phi đối với Lưu Cảnh Minh sủng ái có thừa. Giang Sách làm thân nhi tử, chỉ là tháng gần nhất hầu ở Giang Hàn Phi bên người. Lưu Cảnh Minh mặc dù là ngoại nhân, nhưng bồi bạn Giang Hàn Phi 8 năm, so với Giang Sách đều càng giống như là thân nhi tử. Cho nên cái chỗ ngồi này muốn truyền cho người nào, thực sự rất khó nói. Mọi người lòng bàn tay đều tràn đầy mồ hôi. Một lần này truyền ngôi, đem ảnh hưởng đến toàn bộ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tương lai xu thế, càng ảnh hưởng lớn nhà chỗ đứng vấn đề. Thận trọng a. Giang Hàn Phi nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, ở nơi này vài ngày, mấy người chúng ta cao tầng tiến hành rồi nội bộ hội nghị, định ra rồi một loạt thay đổi nhân sự. Hiện tại, ta từng cái cho đại gia công bố. Đầu tiên, Giang Sách không đảm nhiệm nữa phó đồng chức, nên chức vị giao cho chức nghiệp người đại diện Mộc Dương một tiên sinh tới đảm nhiệm. Thứ nhì, Lưu Cảnh Minh cũng lùi rơi tổng giám đốc chức vị, nên chức vị sẽ giao cho Cửu Trắng tới đảm nhiệm. Tiếp lấy, công ty là tối trọng yếu bộ môn bộ nghiên cứu, bên ngoài bộ môn chủ quản thường hướng đông rời đến hậu cần bộ đảm nhiệm chủ quản, chống ra bộ nghiên cứu chủ quản vị trí, giao cho Cự Giải tới đảm nhiệm. Ba cái biến động, tất cả đều rất chấn động. Phó đồng, tổng giám đốc, bộ nghiên cứu chủ quản, cái này ba cái vị trí là trừ chủ tịch ở ngoài, công ty là tối trọng yếu ba cái vị trí. Hiện tại toàn bộ đều giao cho Giang Sách bộ hạ tới quản lý. Kết quả kia rõ ràng rồi. Giang Hàn Phi nói rằng, cuối cùng cũng là tối trọng yếu, ta Giang Hàn Phi tuyên bố từ mặc cho Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch chức, căn cứ công ty quy định, nguyên phó đồng cũng chính là công ty trước người nối nghiệp Giang Sách, đem kế nhiệm nên chức vị. Hiện tại, xin mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, hoan nghênh Giang Sách lên đài. Oanh! Ba! Hiện trường bộc phát ra tiếng sấm vậy tiếng vỗ tay. Giang Sách không có việc gì. Miêu đồng kích động đều phải đứng lên. Nàng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên võ đài chàng chỗ cửa, sau một lát, quả nhiên gặp được cái kia đã lâu thân ảnh. Giang Sách, là Giang Sách. Hắn thực sự còn chưa chết, hơn nữa không biết vì sao, hắn cùng chủ tịch quan hệ cư nhiên hòa hảo rồi. Xem ra, dù sao cũng là hôn phụ tử. Biết Giang Sách không có việc gì, Miêu đồng cũng đã không thể đè nén xuống vui sướng trong lòng, lập tức liền đứng lên. Dùng sức vỗ tay, la lớn, Giang Sách. Trên võ đài, Giang Sách chậm rãi đi ra, hướng về phía dưới đài các công nhân viên vẫy vẫy tay, đặc biệt Miêu đồng, Giang Sách cho nàng một cái sâu đậm nụ cười. Nên nụ cười, ấm áp Miêu đồng tâm. Đi tới microphone trước mặt, Giang Sách cùng phụ thân liếc nhau, đồng thời mỉm cười. Sau đó, hắn hướng về phía mọi người dưới đài nói rằng, các vị đồng sự. Ta biết ngày hôm nay chủ tịch quyết định có chút đột nhiên, cũng biết ta tư lịch, năng lực cũng còn có chút khiếm khuyết, đảm nhiệm chủ tịch có lẽ có các loại các dạng không đủ. Xin cứ đại gia tin tưởng ta, nhất định sẽ đem hết toàn lực dẫn dắt Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đi xa hơn, đi vững hơn, đi tốt hơn. Để tỏ lòng thành ý, ta tuyên bố, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng toàn thể công nhân tháng này tiền lương sẽ vỗ gấp đôi cấp cho. Tiền, là đồ tốt. Nghe xong Giang Sách lời nói, nguyên bản này còn đối với Giang Sách lòng mang bất mãn, biểu thị hoài nghi người, trong nháy mắt hảo cảm tăng gấp bội. Gấp đôi tiền lương, thoải mái. Giang chủ tịch muôn năm. Chúng ta sẽ ở Giang Đồng dưới sự hướng dẫn, sáng tạo càng thêm tương lai huy hoàng. Chúng ta đều ủng hộ Giang chủ tịch. Người ở đâu, quả nhiên đều là thực tế. Chỉ cần ngon ngọt cho đủ, mâu thuẫn gì, cừu hận đều là giả. Giang Hàn Phi ngay từ đầu còn lo lắng Giang Sách biết hàng không được những người này, dù sao Giang Sách ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng căn cơ quá cạn. Có thể làm sao cũng không còn nghĩ đến, Giang Sách lên đài ngắn ngủi nói mấy câu, không đến một phút võ thuật, liền đem hết thảy công nhân đều cho hàng phục,
danh vọng tăng gấp bội. Chiêu thức ấy, thực sự là cao. Bây giờ, Giang Sách chính thức trở thành Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch, đồng thời đem Mộc Dương 1, Cửu Trắng, Cự Giải an bài ở là tối trọng yếu ba cái vị trí. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hạch tâm, đã bị Giang Sách vững vàng bả khống. Mọi người ở đây vui mừng khôn xiết thời khắc, đột nhiên, từ cửa chính đi tới đoàn người, mỗi người đều âu phục, khí thế hung hung. Người tới, chính là Đàm gia người. Giang Sách biết, muốn trở thành Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch, chỉ là đạt được nội bộ tán thành là không được, còn phải đến Đàm gia tán thành. Cho nên hắn chỉ có mời chủ nhà họ Đàm dự họp lần này tuyên bố biết. Chủ nhà họ Đàm Đàm Vĩnh Thắng mang người đi đến, Giang Sách lập tức mỉm cười nói, Đàm gia chủ, ngài làm sao mới đến? Ta có thể các loại thật là khổ cực. Đàm Vĩnh Thắng mỉm cười đáp lại nói, trên tay nhiều chuyện, làm trễ nãi, Giang Phó Đồng xin hãy tha lỗi. Không đúng đối với, hiện tại hẳn là gọi ngươi là Giang chủ tịch mới đúng. Hai người một hỏi một đáp, có vẻ rất hòa hợp. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra Đàm Vĩnh Thắng trong mắt nghi hoặc cùng nghi kỵ. Những người khác đều dừng bước, Đàm Vĩnh Thắng đi lên sân khấu cùng Giang Sách đứng chung một chỗ, hướng về phía người phía dưới nói rằng, đầu tiên, cảm tạ Giang chủ tịch mời lão nhân ta dự họp lần này tuyên bố biết. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Giang Sách năng lực tin tưởng mọi người là có nhãn cùng nhìn, từ hắn tiếp nhận Giang Hàn Phi đảm nhiệm chủ tịch chức, hợp tình hợp lý, ta là phi thường tán đồng. Giang Sách chủ động đem chiếc nhẫn kia đem ra, lớn tiếng nói, một quả này nhẫn, là Đàm gia nhẫn, chỉ có đạt được Đàm gia chủ tán thành mới có thể thu được được. Ta có thể thu được nên nhẫn, là vinh hạnh của ta. Ta Giang Sách phát thệ, sẽ mang lĩnh Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đi về phía huy hoàng, tiếp tục vì Đàm gia phát quang phát nhiệt. Lời nói này, khó tránh khỏi có chút quỵ liếm. Đầu tiên là xuất gia nhẫn, tự hạ thân phận, đem mình đặt ở Đàm Vĩnh Thắng hạ vị. Sau đó nói cái gì tiếp tục vì Đàm gia hiệu lực, phát quang phát nhiệt, đó chính là ban ngày ban mặt quỵ liếm, cam đoan đối với Đàm gia thuần phục, hy vọng đạt được Đàm gia càng nhiều hơn chiếu cố. Trong khoảng thời gian ngắn, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tất cả mọi người có chút thất vọng. Bọn họ tân nhậm chủ tịch, cư nhiên sẽ là như vậy một cái liếm cẩu, chẳng có một chút gan dạ. Bất quá nói đi nói lại thì, bọn họ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng vốn chính là dựa vào Đàm gia trợ giúp mới có hôm nay phong cảnh, tân nhậm chủ tịch thượng vị, trước nịnh bợ lấy lòng một cái Đàm gia, cũng là chuyện đương nhiên. Đã không còn gì để nói, xã hội này vốn là như vậy. Đàm gia mạnh như vậy, nịnh bợ liền nịnh bợ a. Đàm Vĩnh Thắng hé mắt, trong lòng rất là kinh ngạc, hắn thật không có nghĩ đến Giang Sách như vậy kiên cường, kiên nghị nam nhân, cư nhiên cũng sẽ làm ra trước mặt mọi người quỵ liếm hành vi tới. Sự tình xảy ra dị thường tất có yêu. Càng như vậy, Đàm Vĩnh Thắng ngược lại càng là khẩn trương cùng nghi hoặc, đối với Giang Sách quỵ liếm, hắn chỉ có hoài nghi, căn bản không có nửa phần đắc ý. Đàm Vĩnh Thắng mỉm cười nói, Giang Đồng khách khí. Chúng ta Đàm gia với các người Thịnh Nhạc khoa kỹ năng lúc đầu quan hệ cũng rất tốt, trước đây như vậy, sau này khi nhiên dã là như thế. Mời Giang Đồng yên tâm, ta đại biểu Đàm gia ở chỗ này cam đoan, biết vẫn đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cung cấp trợ giúp, đại gia lẫn nhau bang cùng có lợi, thực hiện cùng thắng. Đàm gia chủ nói như thế, vãn bối thực sự là không gì sánh được cảm tạ. Phải nha. Giang Sách cùng Đàm Vĩnh Thắng liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ngẩng đầu lên cười ha hả. Thợ săn cùng hồ ly trò chơi. Chính thức bắt đầu. Đàm Vĩnh Thắng thu hồi nụ cười, phi thường khách khí nói một câu, Giang Đồng thực sự là thanh niên tuấn kiệt, nhân trung chi long, ở trẻ tuổi trong thật là cực kỳ ưu tú tồn tại. Với ngươi so với, ta vậy không thành dụng cụ tôn tử quốc đống, liền có vẻ quá khó coi rồi. Nếu như Giang Đồng ngươi là cháu của ta lời nói, vậy thật chính là nhất kiện chuyện hạnh phúc rồi. Lời này mới vừa nói, liền thấy một bên Giang Hàn Phi sắc mặt thay đổi liên tục. Kỳ thực, Giang Sách vốn là cháu trai của ngươi nha. Giang Hàn Phi một mực nhìn Đàm Vĩnh Thắng, trong đầu bất ổn. Người nam nhân trước mắt này chính là mình phụ thân, nhưng chỉ có không thể nhận thức. Loại tâm tình này người bình thường rất khó lý giải. Giang Sách mỉm cười nói, Đàm gia chủ quá danh tiếng rồi. Bất quá nói đi nói lại, ta còn thực sự có thể là cháu trai của ngài rồi.
Đàm Vĩnh Thắng ngây ngẩn cả người. Kỳ thực hắn vừa mới nói chỉ là khách khí, không nghĩ tới Giang Sách sẽ như vậy, liếm. Dưới đáy một đám công nhân cũng đều không nhìn nổi. Trước liếm coi như ok, lúc này cư nhiên chủ động nguyện ý cho người làm tôn tử, cái này có điểm liếm hơi quá đáng, không có hạ hạn. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là một ít không biết chân tướng của sự tình vô tri quần chúng mà thôi. Thực sự hiểu rõ tình huống người, lại có bất đồng quan điểm. Đàm Vĩnh Thắng có chút lúng túng nói, Giang Đồng thật là rất hài hước nha. Đàm gia chủ cho là ta hài hước, đó chính là hài hước a. Hai người lại nói vài câu, sau đó đại hội chính thức kết thúc, các công nhân viên đều rút lui khỏi hiện trường. Đàm Vĩnh Thắng cũng ly khai Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Lúc đầu hắn hôm nay tới là làm được rồi cùng Giang Sách, chiến đấu, chuẩn bị, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Giang Sách đối với hắn khách khí như thế, một chút xíu không lễ phép địa phương cũng không có, thậm chí còn lần nữa quỵ liếm. Điều này làm cho Đàm Vĩnh Thắng phi thường ngoài ý muốn. Ly khai đại lâu, ngồi trên xe, Đàm Vĩnh Thắng vẫn không thể từ phía trước trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh, Đàm Quốc Đống hiếu kỳ hỏi, ra ra. Làm sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề a? Chẳng lẽ người bị Giang Sách tính toán? Đàm Vĩnh Thắng lắc đầu, nói rằng, cái này đến không có, không riêng không có, Giang Sách còn đối với ta phi thường khách khí. Kết quả là, Đàm Vĩnh Thắng liền đem vừa mới phát sinh hết thảy đều nói ra. Đàm Quốc Đống nghe xong cười ha ha, phân tích nói, ra ra ngươi không cần suy nghĩ nhiều lắm, theo ta thấy, Giang Sách hắn loại hành vi này không thể bình thường hơn được. Phải. Đương nhiên, hiện tại hắn vừa mới ngồi trên chức chủ tịch, phi thường không vững chắc, tự nhiên cần đi qua lấy lòng chúng ta Đàm ra tới vững chắc hắn vị trí. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, hiểu như vậy cũng không có sai, nhưng Giang Sách không khỏi quỵ liếm có chút quá, còn nói cái gì là cháu của ta. Đường đường một cái tập đoàn chủ tịch, làm sao có thể như vậy thấp kém. Có cái gì không thể, vì quyền lợi, cái gì cũng làm ra được. Đàm Quốc Đống nói rằng, ngược lại chúng ta Đàm gia cần quan tâm cũng chỉ có một chữ tiền. Còn như là Giang Sách ngăn cản chủ tịch vẫn là Giang Hàn Phi đảm đương, na cũng không đáng kể. Nếu Giang Sách quỵ liếm chúng ta cũng không còn cần phải coi hắn là cửu nhân, vẫn là có thể lợi dụng hợp tác. Chỉ cần hắn có thể chứng minh hắn kiếm tiền năng lực, tất cả liền đều dễ nói. Đàm Vĩnh Thắng gật đầu. Sau đó, hắn còn nói thêm, nói lên Giang Hàn Phi, vậy thì càng kỳ quái. Ta cuối cùng cảm giác Giang Hàn Phi cùng trước tưởng như hai người. Đã không có từ trước giả dối cùng khí phách, trở nên bà mụ mụ. Hơn nữa, hắn đối với Giang Sách dường như một điểm địch ý cũng không có, cái kia Lưu Cảnh rõ ràng cũng không biết chạy đi đâu, thực sự quá kỳ quái. Đàm Quốc Đống nói rằng, những thứ này cũng đều không kỳ quái a. Ra ra người nghĩ a, Giang Hàn Phi đều đã bị người ta đánh bại, vậy được vương thua làm giặc, thua không phải phục phục thiếp thiếp. Làm sao có thể còn giống như trước cuồng vọng như vậy? Còn như Lưu Cảnh rõ ràng, tiểu nhân vật mà thôi, quản hắn đi đâu vậy, chết cũng không đáng kể. Lưu Cảnh Minh một trận phân tích, thật ra khiến Đàm Vĩnh Thắng yên tâm không ít. Nhưng trên thực tế, Đàm Vĩnh Thắng lo lắng, mới là mấu chốt của vấn đề, bị Đàm Quốc Đống cho tự nhận là thông minh trượt đi qua, hại người rất nặng. Đi thôi. Tốt, ra ra. Đàm Quốc Đống lái xe rời đi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, Đàm gia đối với Giang Sách thái độ thay đổi rất nhiều, chí ít sẽ không nữa đối Giang Sách ôm địch ý. Nếu như Giang Sách còn có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, na tin tưởng Đàm gia sẽ đối với Giang Sách báo dĩ tương đối hảo cảm. Bên kia, Giang Sách an bài trước người hộ tống Giang Hàn Phi trở về biệt thự, về sau cũng không cần tới công ty. Sau đó, hắn mang theo Mộc Dương Nhất Đẳng người về tới công ty đại lâu chủ tịch phòng làm việc, đóng cửa lại. Giang Sách ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười hỏi, các ngươi có thể hay không cảm thấy ta vừa mới nói quá mức, liếm cẩu, rồi. Mộc Dương vui một chút rồi, đối với này không biết chân tướng người, quả thực sẽ cảm thấy lời của ngài quá quỵ liếm Đàm gia, không khỏi có điểm kinh sợ hơi quá. Thế nhưng đối với biết chân tướng, chính là một chuyện khác. Cửu Trắng nói bổ sung, đây không phải là chuyện xấu, lừa dối địch nhân cảnh giới cao nhất chính là ngay cả người mình cùng nhau lừa dối. Hiện tại ngoại trừ mấy người chúng ta ở ngoài, bất kể là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng vẫn là Đàm gia, từ trên xuống dưới,
Lý Lý ngoại ngoại người đều cho rằng thống suốt ngày đối với Đàm gia phi thường sợ hãi, phi thường nịnh bợ. Cứ như vậy, là có thể làm cho Đàm Vĩnh Thắng thả lỏng cảnh giác, đoạn này thời gian sẽ không cho chúng ta chế tạo phiền toái không cần thiết. Giang Sách gật đầu. Đúng vậy, chúng ta bây giờ cần nhất chính là thời gian. Thừa dịp Đàm gia lơ là bất cẩn thời điểm, mau sớm khôi phục cũng lớn mạnh Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, sẽ tìm một cái thích hợp cơ hội thoát ly Đàm gia khống chế. Hắn nhìn cự giải nói rằng, bởi vì ta phụ thân không hề vì Thịnh Nhạc khoa công nhân kỹ thuật làm, cho nên, thành dưới đất, cũng sẽ không phục tồn tại, thứ này cũng ngang với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng kỹ thuật nồng cốt không tồn tại nữa. Cự giải, trọng trách giao cho ngươi. Về sau ngươi cần thay thế ta phụ thân, tới gánh chịu phần này, kỹ thuật nồng cốt chức năng. Cự giải mỉm cười hồi đáp, thống suốt ngài yên tâm, đây đối với ta tới nói cũng không phải là trọng trách, mà là một loại hưởng thụ. Có thể đem hết toàn lực năng lực thực chiến, ta cầu còn không được. Rất tốt. Mọi người đang khi cười nói, tiếng gõ cửa phòng. Tiến đến. Cửa mở ra, bí thư qua đây nói rằng, chủ tịch, nghiên phát bộ Miêu Đồng muốn cùng ngài gặp mặt. Miêu Đồng. Giang Sách vung tay lên, các ngươi tất cả đi xuống. Làm cho Miêu Đồng tiến đến. Không bao lâu sau, Miêu Đồng đi vào phòng làm việc, cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng. Miêu Đồng nhìn trước mắt Giang Sách, có một chút không thể tin được đây chính là sự thực. Nàng hít thở sâu một hơi, nói rằng, Giang Sách, ngươi còn sống thật là thật tốt quá, mấy ngày nay tìm không thấy ngươi, ta nghĩ đến ngươi. Nghĩ đến ngươi, đã cho ta chết. Ân, Miêu Đồng ủy khuất đều phải khóc lên. Giang Sách cười lắc đầu, đi tới đưa cho nàng một cái khăn giấy, ta Giang Sách há là dễ dàng như vậy sẽ chết. Bất quá, chứng kiến Miêu Đồng bộ dáng này, Giang Sách vẫn đủ cảm động. Hắn suy nghĩ vừa chuyển. Nói rằng, Miêu Đồng, về sau ngươi không cần ở bộ nghiên cứu công tác, từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là thư ký của ta, chỉ thay ta công tác. Miêu Đồng có điểm thụ sủng nhược kinh, đỏ mặt hồng. Giang Sách khẽ cười một tiếng, nói rằng, về sau ngươi chỉ cần làm việc cho ta, công ty những thứ khác bất kỳ lãnh đạo nào cũng không có quyền lợi giật dây ngươi công tác. Miêu Đồng hỏi, vậy thì có cái gì đặc thù yêu cầu không có? Nàng lúc đầu hỏi như vậy là vì hỏi rõ đến cùng có gì cần chú ý địa phương, thế nhưng nghe dường như có điểm không đúng. Miêu Đồng hơi đỏ mặt, liền vội vàng giải thích, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải ngón tay cái loại này đặc thù phục vụ. Giang Sách nghe xong, cười ha ha. Ngươi đều nghĩ tới đi nơi nào, cái gì đặc thù phục vụ a? Miêu Đồng chua mỏ một cái, nếu như ngươi không nên ta phục vụ nói, cũng không phải không thể. Ngược lại ta đã sớm làm xong hiến thân chuẩn bị. Khái khái, Giang Sách lúng túng tằng hắng một cái, nhanh lên giơ tay lên nói rằng, Đình, ta đối với ngươi cũng chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Miêu Đồng, ngươi làm thư ký của ta, yêu cầu duy nhất chính là không thể đối với ta có ý đồ không an phận. Ân, ngạch, Miêu Đồng đầu tiên là sửng sốt vài giây, hơi đỏ mặt, sau đó cáu giận nói, Giang Sách ngươi một cái tự luyến cuồng. Ai đúng người có ý đồ không an phận a? Ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy, người yêu thích ta sinh ra đi, ta sẽ không đối với người có bất kỳ hứng thú. Đang nói, Giang Sách điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, khóe miệng không nhịn được đi lên kiều, cái loại này vui sướng là từ trong đáy lòng sinh ra, không thể có nửa phần làm bộ. Chỉ là chứng kiến điện báo giống như này hài lòng. Người nào? Miêu Đồng tò mò tới gần liếc một cái, chỉ thấy điện báo biểu hiện chỉ có hai chữ, lão bà. Phốc thử. Không biết vì sao, Miêu Đồng tâm giống như bị người dùng đao hung hăng ghim chúng thông thường, đau đớn khó nhịn. Tuy là nàng biết Giang Sách kết hôn rồi, nhưng nàng vẫn là khó có thể tiếp thu. Giang Sách hướng về phía nàng phất phất tay, Miêu Đồng phi thường thức thời xoay người ly khai. Đi ở hành lang trên. Miêu Đồng một bên bóp chính mình vừa nói, nhân gia kết hôn ta cũng không phải không biết, có cái gì tốt thương tâm. Ta lại không thích hắn, ta chỉ có không cần thiết. Nhưng là vì sao, rõ ràng không để bụng vẫn còn sẽ đau lòng. Thật kỳ quái. Miêu Đồng đi tới bên cửa sổ, hung hăng vuốt cửa sổ, Giang Sách ngươi đến cùng muốn làm gì. Có lão bà rồi còn muốn cho ta làm bí thư, chào ngươi quá phận. Yêu mà không được.
thật là khó chịu. Vào giờ phút này bên trong phòng làm việc, Giang Sách vui vẻ nhận nghe điện thoại, dò hỏi, lão bà, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại. Đối diện truyền đến hồi lâu chưa từng nghe được vợ thanh âm. Ta sẽ không lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đều muốn đem ta quên à? Sẽ không, ta ngày ngày đều ở tại nhớ ngươi. Hanh, ta vậy mới không tin, nam nhân một ngày thả ra ngoài sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, ai biết ngươi đều ở đây bên ngoài tìm bao nhiêu nữ nhân à? Ta thật không có. Được rồi, lão công, cha ngươi sự tình làm thế nào? Giang Sách hồi đáp, cũng còn thuận lợi, ta đã tìm được phụ thân, đồng thời bắt hắn cho thu xếp ổn thỏa, thuận tiện ở bên cạnh tiếp thủ một nhà khoa học kỹ thuật công ty, tất cả mạnh khỏe. Na, ngươi có phải hay không có thể trở về? Từ Đinh Mộng Nhiên thanh âm có thể nghe ra, nàng đối với Giang Sách Tơ Vương tương đương sâu, hận không thể Giang Sách lập tức trở về đến bên người nàng. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ Giang Sách trả về không đi. Không hoàn thành nhị thúc Giang Hàn tầm đích tâm nguyện, Giang Sách sẽ trả không có cách nào trở về Giang Nam khu. Hắn trầm mặc một lát, không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng, Đinh Mộng Nhiên chủ động nói rằng, được rồi, nhìn ngươi như thế bất đắc dĩ dáng vẻ, nhất định là còn có chuyện rất trọng yếu cần xử lý, không thể trở về đến đây đi. Ân. Giang Sách trả lời đơn giản thẳng thắn. Có thể nói cho ta biết chuyện gì sao? Vẫn không thể. Đinh Mộng Nhiên thở dài, được rồi, ta cũng quen rồi, ngươi luôn là có chuyện gì lén gạt đi ta. Quên đi, ta không ngại, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Cái gì? Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều phải cam đoan an toàn tánh mạng của mình. Giang Sách lòng dạ ác độc ấm áp, ta biết rồi. Đinh Mộng Nhiên sốt ruột nói rằng, không muốn chỉ là ngoài miệng nói một chút. Ngươi muốn đem chuyện này cất vào trong lòng. Ngươi lại cũng không là lẻ loi một mình, không thể tiếp qua Tây Kỳ cái loại này vết đao liếm máu cuộc sống. Lão công, ngươi bây giờ có lão bà, tìm về phụ thân, nếu không là người cô đơn. Ngươi không riêng vì mình sống, cũng muốn thay người nhà suy nghĩ. Ngươi bây giờ, là con trai, là trượng phu, càng là một vị phụ thân. What? Giang Sách ngay từ đầu còn thật cảm động. Nghe xong những lời này đột nhiên cảm giác không thích hợp. Là con trai, ok, hắn tìm được phụ thân Giang Hàn không phải, làm con trai muốn thay phụ thân suy nghĩ, phải. Là trượng phu, đã cùng, hắn sau khi trở về đền bù cùng Đinh Mộng Nhiên cảm tình khuyết điểm, về sau làm việc phải lo lắng nhiều thê tử, nhận đồng. Vấn đề là, hắn làm sao lại là phụ thân rồi? Nói bóng gió. Giang Sách đột nhiên tim đập rộn lên. Dò hỏi, lão bà, ngươi là nói. Ngươi, đã. Đường đường tu la chiến thần, lúc này ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Hắn khẩn trương vừa sợ. Đinh Mộng Nhiên xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, nói rằng, ngày hôm trước ta đi y viện kiểm tra qua, bác sĩ chứng thực, ta đã mang bầu. Băng. Một cái to lớn pháo hoa ở Giang Sách trong lòng nở rộ. Mang bầu. Thực sự mang bầu. Lão bà. Người không có gạt ta chứ? Nói cái gì đó, loại chuyện như vậy có gạt người sao? Đồ lưu manh, lẽ nào ngươi làm sẽ không nhận sao? Không phải, Giang Sách lúng túng nói, ta chính là có chút quá kích động, muốn xác nhận một chút. Hơn một tháng trước, hắn rời đi Giang Nam khu thời điểm, cùng Đinh Mộng Nhiên tròn phòng, trở thành chân chính phu thê. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, một phát trong. Ba ba. Thật là một không quá thói quen xưng hô. Giang Sách mừng rỡ như điên, nói rằng, lão bà, người tốt nhất nghỉ ngơi, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đem chuyện bên này toàn bộ xong xuôi, sau đó về nhà cùng ngươi. Ân, lão công, ta chờ ngươi trở lại. Hai người lại nói một hồi dỗ ngon dỗ ngọt, lưu luyến cúp điện thoại. Chưa bao giờ có cái nào một khắc, Giang Sách giống bây giờ như vậy mừng rỡ. Hắn ở trong phòng làm việc đi tới đi lui. Đứng ngồi không yên. Tu la chiến thần, cũng có không biết làm sao thời điểm. Ta sẽ làm ba ba. Cho hài tử lấy vật gì tên mới tốt. Có muốn hay không trước giờ mua sữa bột, mua món đồ chơi, mua quần áo à. Cho tới bây giờ sẽ không có làm qua ba hắn, đối với mấy cái này sự tình rốt đặc cán mai, căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đang lúc suy nghĩ miên man, phòng làm việc điện thoại vang lên.
Giang Sách căn bản cũng không muốn đi tiếp, hắn hiện tại đầy đầu đều là hài tử. Điện thoại nhưng vẫn vang lên không ngừng. Bất đắc dĩ, Giang Sách vô cùng thiếu kiên nhẫn quá khứ tiếp thông điện thoại, trong giọng nói có chứa một ít bất mãn, uy, vị ấy. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một hơi lộ ra thanh âm tang thương, tiểu tử thối, làm sao một bộ ăn thuốc nổ giọng nói a? Giang Sách toàn thân chấn động. Hắn đã hiểu, đánh tới điện thoại vị này không phải là người khác, đúng là hắn ở Tây Cảnh huấn luyện viên, cũng là hắn sư phụ Phụ Ôn Nếu Sông. Rộng rãi nhựa đường lối đi bộ, một chiếc màu bạc trắng kiệu chạy bay nhanh. Người điều khiển cừu trắng có chút hưng phấn nói, thống suất, không nghĩ tới huấn luyện viên hắn cư nhiên sẽ chủ động liên hệ ngươi, từ ly khai Tây Kỳ sau đó, chúng ta sẽ thấy cũng không có cùng huấn luyện viên đã gặp mặt. Lần này gặp lại, thật là có chút mong đợi. Giang Sách mỉm cười. Chờ mong sao? Có. Nhưng càng nhiều hơn chính là bất an. Đầu tiên có thể khẳng định là, Giang Sách đối với huấn luyện viên Ôn Nhược Hà tràn ngập tôn kính. Nhớ kỹ vừa xong Tây Cảnh thời điểm, vẫn là tân binh đản tử Giang Sách luôn là bị này lão du điều khi dễ, các loại chèn ép. Lúc đó, lão Ôn Nhược Hà nhìn thấu Giang Sách tiềm lực, chủ động thu Giang Sách làm đồ đệ. Giáo Giang Sách các loại kỹ xảo chiến đấu cùng với kiến thức quân sự, từ một tên lính quèn một đường trưởng thành. Quả thật, Giang Sách thiên phú dị bẩm, nhưng nếu như không có Ôn Nhược Hà trợ giúp, Giang Sách trưởng thành đường sẽ không thuận lợi như vậy. Càng trọng yếu hơn chính là, Ôn Nhược Hà ở tấn chức sau đó, còn lôi Giang Sách một bả, chủ động đem Giang Sách đề cử cho mặt trên. Mới có sau lại Giang Sách kiến công lập nghiệp cơ hội. Có thể nói, không có Ôn Nhược Hà, Giang Sách muốn thành công chí ít còn phải muộn 10 năm. Lúc đầu, làm đệ tử, Giang Sách trở về kinh thành trước tiên nên đi thăm lão nhân gia ông ta, nhưng Giang Sách không dám đi. Đơn giản là, Giang Sách bỏ qua tất cả quan hàm. Phải biết rằng, trước đây lão huấn luyện viên Ôn Nhược Hà vì có thể trợ giúp Giang Sách bắt được Tu La danh hiệu chiến thần, vì trợ giúp Giang Sách thuận lợi thống suốt toàn bộ Tây Kỳ, đây chính là chạy lên chạy xuống, hết lời ngon ngọt. Nếm mùi đau khổ tấn, chỉ có đổi kết quả như thế. Không phải nói người năng lực cường liền có thể. Ở nơi này dạng người này tình xã hội, sẽ không nói sẽ không làm việc cũng không được. Giang Sách thiếu sót chính là chỗ này một điểm. Cũng may hắn có một tốt sư phụ, trợ giúp hắn đền bù trong tính cách không đủ, mới có thể ở tuổi quá trẻ thời điểm liền đảm nhiệm thống suất, thành tựu Tu La danh hiệu chiến thần. Kết quả đâu? Giang Sách không nói tiếng nào sa thải hết thảy chức vị, bằng đem lão huấn luyện viên khổ cực toàn bộ đều giày xéo rồi. Cho nên Giang Sách chỉ có vẫn ẩn núp Ôn Nhược Hà. Như thế này gặp mặt, nếu như sư phụ hỏi tới, làm như thế nào trả lời mới tốt? Nghĩ đến đây, Giang Sách liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Ních ních, xe hãm lại tốc độ, tiếp thu kiểm tra, thuận lợi tiến nhập quân doanh. Nơi này là kinh thành ngoại thành hộ vệ doanh. Cũng là lão huấn luyện viên Ôn Nhược Hà quản lý địa giới, bởi vì hắn tuổi lớn hơn, không có khả năng sẽ ở Tây Kỳ giết địch, cho nên trở về đến kinh thành làm một ít buông lỏng việc. Tại ngoại thành hộ vệ doanh, Ôn Nhược Hà chủ yếu chính là phụ trách huấn luyện binh sĩ, càng phụ trách bồi dưỡng nhân tài. Nếu như có thể lại bồi dưỡng được một cái như Giang Sách thông thường ưu tú tướng tài, kia đối với quốc gia đối với nhân dân, đều là một chuyện tốt. Xe dừng lại. Đến rồi, cừu trắng quay đầu về ghế sau xe Giang Sách nói rằng. Giang Sách hít thở sâu một hơi, bây giờ muốn cái gì đều vô dụng, có sai lầm liền thừa nhận được rồi, đối với mình sư phụ có cái gì có thể sợ. Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ở nhân viên tiếp tân dưới sự hướng dẫn, Giang Sách, cừu trắng đi tới một chỗ phi thường lịch sự tao nhã trước nhà gỗ. Cởi vớ, bọn họ đi chân trần đi vào trong nhà gỗ. Mới vừa đi vào. Liền thấy một cái đầu tóc bạc trắng lão giả, cầm trong tay bút lông ở trên tuyên chỉ viết vẽ một chút. Sư phụ, Giang Sách nhìn không được hô một tiếng. Huấn luyện viên, cừu trắng cũng có chút kích động. Ôn Nhược Hà ánh mắt chớp động, rõ ràng có thể cảm thấy vẻ kích động, cảm giác kia, giống như là cô độc ở nhà lão nhân, rốt cục gặp được trở về quê hương hài tử giống nhau. Đơn giản vui sướng, nhất chân thành tha thiết. Hắn dừng lại bút lông. Ngẩng đầu nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Giang Sách. Đồ nhi ngoan, sư phụ cuối cùng cũng trông được ngươi đã đến rồi. Đã lâu không gặp,
Ôn Nhược Hà một lần nữa chứng kiến năm đó ái đồ, không kiềm hãm được la lên, cảm giác kia thực sự giống như là phụ thân thấy được hài tử thông thường. Giang Sách cũng thật là cảm động, mang theo cừu trắng đi tới. Sư phụ! Ở Ôn Nhược Hà trước mặt, Giang Sách không có bất kỳ tính khí. Ôn Nhược Hà buông bút lông, đi tới hai tay vịn Giang Sách bả vai nói rằng, đồ nhi, từ ngươi ly khai tẩy sạch sau đó, chúng ta khả năng liền cũng nữa không gặp mặt, vi sư thực sự rất tưởng niệm ngươi a. Người niên kỷ càng lớn, tình cảm thì càng phong phú. Trước kia Ôn Nhược Hà kỳ thực vẫn còn tương đối nội liếm, nhưng ngày hôm nay hắn cũng không còn cách nào khống chế được nội tâm tình cảm. Một bên cừu trắng rất là, nổi máu ghen, nói, huấn luyện viên, ta cũng tới nha, có thể liếc lấy ta một cái sao? Ôn Nhược Hà cười ha ha, tiểu tử thối, đã sớm gặp lại ngươi rồi, tới, tất cả ngồi xuống a. Ôn Nhược Hà chiêu đãi bọn họ hai người ngồi xuống, sau đó gọi nhân viên tiếp tân bưng lên hoa quả và các món nguội, lại cho đổ nước, vô cùng khách khí. Hỏi hắn, đồ nhi, tới kinh thành lâu như vậy cũng không tới xem sư phụ. Nếu như không phải vì sư cho ngươi gọi cú điện thoại kia, ngươi sợ là căn bản sẽ không tới phản ứng ta à? Giang Sách hơi đỏ mặt, có chút không trả lời được. Cừu trắng vội vàng giải vây, kỳ thực thống suất hắn. Không đợi hắn nói xong, Ôn Nhược Hà khoát tay chặn lại, không cần giải thích, ta đều biết, là vì phụ thân sự tình a. Giang Sách sửng sốt, sư phụ, ngươi đều biết. Đương nhiên. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xem không rõ, ta còn có tư cách gì khi ngươi tu la chiến thần sư phụ? Nhắc tới, tu la chiến thần, bốn chữ, Giang Sách lại là vô cùng khó xử. Hắn thở dài, nói rằng, sư phụ, có lỗi với ta phụ ngươi, không có hướng ngươi thông chi liền tự ý làm chủ sa thải rồi hết thảy chức vị, đồ nhi sai rồi. Ôn Nhược Hà cười khổ một tiếng, ngay từ đầu ta biết ngươi sa thải chức vị sự tình, cũng là tức giận đến không được. Bất quá ta rất nhanh thì tính táo lại, bằng vào ta đối với người lý giải, không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra như vậy chuyện khác người tình. Về sau nữa, ta biết ngươi là vì điều tra phụ thân sự tình từ trước tới kinh thành, cũng liền thản nhiên. Cho nên chờ tới khi ngươi làm xong việc, ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Lời nói này mặc dù là thiện ý, nhưng có rất nhiều đồ đạc vẫn là đáng giá nghĩ. Lại, phải biết rằng... Giang Sách từ trước tới kinh thành tìm tra chuyện này, chỉ có số lượng không nhiều mấy người biết, vô cùng bí mật. Nhưng Ôn Nhược Hà ngay cả có năng lực điều tra ra. Không thể không nói, quan phương điều tra năng lực vượt qua xa người thường có thể tưởng tượng, thực sự quá mạnh mẽ. Ôn Nhược Hà tiếp tục nói, ngày hôm nay gọi ngươi qua đây, ngoại trừ với ngươi ôn chuyện ở ngoài, ta còn muốn giới thiệu cho ngươi một người. Giang Sách hỏi, người nào? Ôn Nhược Hà cửa đối diện cửa thủ vệ nói rằng, đi đem Lôi Hạo gọi qua. Sau một lát, một người vóc dáng kiện to lớn, đầu đinh tóc ngắn thanh niên nhân đi đến, xem dáng dấp, 22 tuổi trên dưới. Tuy là tuổi còn trẻ, nhưng là từ hắn đi bộ khí thế cùng hô hấp đều là có thể cảm giác được, đây là một cái cao thủ tuyệt đỉnh, cộng thêm trên người hắn mặc quần áo trên người, nhìn ra được, người này quân hàm cũng không thấp. Thanh niên nhân đi tới Ôn Nhược Hà bên người, phi thường cung kính chào một cái, sư phụ. Sư phụ. Giang Sách híp mắt một cái, xem ra, thanh niên nhân này là Ôn Nhược Hà thu một người đệ tử khác, coi như chắc là sư đệ của mình. Ôn Nhược Hà nói rằng, hắn gọi Lôi Hạo, là của ta quan môn đệ tử. Giang Sách gật đầu, khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, sư phụ ánh mắt từ trước đến nay độc ác, chúc mừng lại thu hoạch một gã cường tướng. Lôi Hạo nhìn về phía Giang Sách, đồng dạng cung kính chào một cái, nói rằng, Giang sư huynh tốt. Giang Sách có chút ngoài ý muốn. Làm sao, người biết ta? Lôi Hạo nở nụ cười, sư phụ lão nhân gia ông ta bình thường nhắc tới tên của ngươi. Hơn nữa, sư huynh ngươi ở đây quân doanh sáng tạo một loạt khủng bố ghi lại, không người không biết không người không hiểu, ta há có thể không biết. Tuy là lời nói này rất là nịnh hót, nhưng không biết vì sao. Giang Sách luôn cảm giác Lôi Hạo trong lời nói có chuyện, trong giọng nói có chứa một loại khiêu khích ý tứ hàm xúc. Có thể, chỉ là bởi vì thanh niên nhân tranh cường háo thắng, có cổ tử trùng kính a. Ôn Nhược Hà nói rằng, Sách Nhi, ngươi cũng không nên coi thường Lôi Hạo, hắn tốc độ phát triển không dưới ngươi. Năm đó ngươi ở đây quân doanh lưu lại rất nhiều ghi lại, đều bị hắn phá sạch. Tương lai,
thành tựu của hắn bất khả hạn lượng a. Giang Sách mỉm cười nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa, có Lôi sư đệ ở, sư phụ lúc tuổi già không lo. Lôi Hạo nói rằng, đa tạ Giang sư huynh khích lệ. Ta Lôi Hạo bây giờ không có bất kỳ tạp niệm nào, duy nhất ý tưởng, chính là theo sư phụ học bản lĩnh, thuận tiện. Đem hết thảy Giang sư huynh ghi lại đều cho phá hỏng. Ân, lời này vừa nói ra, hiện trường mùi thuốc súng trở nên nồng đậm lên. Giang Sách cảm giác mới vừa rồi cũng không sai. Lôi Hạo quả thật có địch ý, thanh niên nhân tranh cường háo thắng, cũng là Ôn Nhược Hà đệ tử, tuổi còn trẻ là có thể lực siêu cường, Lôi Hạo mục tiêu chính là trở thành đệ nhất. Trở thành đệ nhất điều kiện tiên quyết chính là, đem đã từng đệ nhất đánh bại. Cho nên, Giang Sách nhất định trở thành Lôi Hạo mục tiêu. Một bên Ôn Nhược Hà cũng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ, làm sư phụ, hắn rất vui lòng chứng kiến như vậy phát triển. Lang, chỉ có ở bảo trì đói khát dưới trạng thái, mới có thể tràn ngập nhiệt tình, luyện thành xuất siêu mạnh vô năng lực. Muốn đem Lôi Hạo bồi dưỡng, như vậy nhất định tu cho Lôi Hạo tìm được một cái thích hợp mục tiêu, làm cho Lôi Hạo bảo trì nhiệt tình, thời khắc hưng phấn, mới có thể luyện thành ra phi phàm kỹ năng. Đối với cái này một điểm, Giang Sách không thể quen thuộc hơn được. Đơn giản là, năm đó Ôn Nhược Hà chính là dùng một bộ này kiểu huấn luyện tới luyện thành Giang Sách. Chỉ bất quá năm đó Ôn Nhược Hà này đây địch nhân làm mục tiêu tới huấn luyện Giang Sách, ngày hôm nay bất đồng, Ôn Nhược Hà vì bồi dưỡng Lôi Hạo, dĩ nhiên tuyển trạch làm cho Giang Sách trở thành mục tiêu. Kỳ thực, có lại chỉ có Giang Sách có thể trở thành là mục tiêu. Người khác năng lực căn bản không đè ép được Lôi Hạo. Không còn cách nào cho Lôi Hạo mang đến cảm giác áp bách, cũng liền không cách nào để cho Lôi Hạo đi tới. Coi như là Ôn Nhược Hà bản thân, cũng bởi vì niên kỷ nguyên nhân, không có khả năng đè ép được Lôi Hạo. Chỉ có Giang Sách, cái này đã từng xuất trá phong vân tu la chiến thần, bây giờ vẫn là trạng thái tột cùng, mới có năng lực cũng có tư cách ngăn chặn Lôi Hạo. Từ Lôi Hạo xem Giang Sách ánh mắt, là có thể nhìn ra sự hưng phấn của hắn cùng khát vọng. Hắn, quá khát vọng siêu việt Giang Sách rồi. Ngồi ở chỗ này không có một là ngu xuẩn, không cần nói rõ, Giang Sách liền đem Ôn Nhược Hà mục đích hiểu nhất thanh nhị sở. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Giang Sách vốn tưởng rằng sư phụ là tưởng niệm chính mình, mới cho chính mình gọi điện thoại, hẹn mình gặp mặt, lần nữa nhặt ngày cũ ấm áp. Nào ngờ, sư phụ tìm mục đích của chính mình, chỉ là lợi dụng chính mình cho quan môn đệ tử làm, bia ngắm. Tuy là hợp tình hợp lý, cũng không có cái gì không thích hợp, nhưng Giang Sách vẫn cảm thấy có điểm khó chịu, phần kia vừa mới giấy lên thầy trò tình, trong nháy mắt đã bị tưới tắt. Nhân tình mờ nhạt, Giang Sách lúc này thấu hiểu rất rõ. Trong lòng mặc dù rất thất vọng, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, Giang Sách trong lòng tố chất đã sớm không phải người bình thường có thể so sánh. Ôn Nhược Hà nhấp một ngụm trà, nói tiếp, hiện tại Lôi Hạo chức vị là Tây Kỳ Phó Thống. Sách Nhi, người trước đây mang những lính kia, toàn bộ đều thuộc về Lôi Hạo quản lý. Đặc biệt dưới quyền ngươi, thần La Thiên Trinh, càng là ở Lôi Hạo huấn luyện phía dưới có mới tinh diện mạo. Tin tưởng không bao lâu, Lôi Hạo là hắn có thể đón ngươi tiểu đội, kế nhiệm Tu La Chiến Thần, xưng hào. Lôi Hạo cười ha ha, nói rằng, Tu La Chiến Thần. Không phải, cái danh hiệu này ta nhớ được là sư huynh dành riêng, mặc dù sư huynh đã không có chức vị. Vẫn còn như trước có cái danh hiệu này. Ta về sau coi như kế nhiệm rồi sư huynh vị trí, sợ là cũng phải lệnh bắt đầu hắn danh. Hai thầy trò đối thoại, làm cho Giang Sách nghe xong có chút lòng chua xót. Tu La Chiến Thần, là Giang Sách ở Tây Kỳ thành công chứng minh, đã sâu đậm in vào Giang Sách sâu trong linh hồn. Ôn Nhược Hà không chút nào không có băn khoăn nói ra, ở trong lòng của hắn, đến cùng đối với Giang Sách còn có mấy phần cảm tình ở. Hắn nói rằng, Sách Nhi, ngươi không bằng theo Lôi Hạo đi xem, tận mắt vừa nhìn hắn là như thế nào huấn luyện ngươi lưu lại chi kia thần La Thiên Trinh. Lôi Hạo phi thường tán đồng nói rằng, cầu còn không được a. Nếu như ta có cái gì làm không tốt địa phương, vừa vặn có thể mời sư huynh chỉ ra chỗ sai đi ra. Chỗ ngồi, cừu trắng sắc mặt rất là xấu xí. Thần La Thiên Trinh, là trừ Hoàng Kim Thập Nhị Cung ở ngoài, Giang Sách cường đại nhất chiến lực. Nhưng đây là thuộc về quan phương lực lượng, Giang Sách tạm rời cương vị công tác sau đó liền không còn cách nào mang đi,
không giống 12 hoàng kim như vậy có thể theo tạm rời cương vị công tác. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất, không ai bằng chứng kiến đã từng chính mình chỉ huy vô địch chi quân, bây giờ bị người khác trưởng khống, chính mình chỉ có thể ở một bên nhìn. Ôn Nhược Hà làm như vậy, chính là muốn làm sâu sắc Giang Sách đối với Lôi Hạo địch ý. Những thứ này, Giang Sách đều hiểu. Cừu Trắng cũng minh bạch. Nào có sư phụ như thế hãm hại đồ đệ. Cừu Trắng không nhìn nổi, muốn thay Giang Sách nói hai câu, lại bị Giang Sách kéo lại. Cũng tốt, ta cũng rất muốn nhìn đã từng các huynh đệ, bây giờ qua thế nào. Cùng đi gặp xem đi. Giang Sách thần tình bình tĩnh như cũ, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười. Liền thật sự rất tốt như là chờ mong cùng lão bằng hữu gặp mặt giống nhau. Nhưng Cừu Trắng biết rõ, Giang Sách trong lòng nhất định rất khó chịu, đừng nói Giang Sách rồi, coi như là Cừu Trắng cái này không quá có quan hệ người thật không dễ chịu. Người sư huynh kia liền cùng ta tới a. Lôi Hạo ở phía trước dẫn đường, Giang Sách, Cừu Trắng theo ở phía sau, cùng đi thần La Thiên Trinh trại huấn luyện coi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau thì có một nữ nhân từ giữa phòng đi ra. Là Ôn Nhược Hà thê tử Uông Oánh Hà. Nàng ngồi ở Ôn Nhược Hà bên người, đưa tay cầm lên ấm trà cho rót đầy, sau đó để bình trà xuống, quay đầu nhìn Ôn Nhược Hà, chăm chú hỏi, ngươi làm như vậy thật sự rất tốt sao? Ôn Nhược Hà nâng chung trà lên nhấp một miếng, cũng không trả lời. Uông Oánh Hà nói rằng, Giang Sách là ngươi cuộc đời này trong đệ tử ưu tú nhất, là của ngươi kiêu ngạo. Cũng bởi vì Giang Sách nguyên nhân, ngươi mới có thể ở kinh thành trầm ổn gót chân. Người khác đều biết ngươi là Tu La Chiến Thần, sư phụ phụ. Mà bây giờ, ngươi nhưng phải tự tay bị hủy hắn sao? Có phải hay không quá lòng dạ độc ác? Ôn Nhược Hà cười lạnh một tiếng, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thê tử, lòng dạ đàn bà. Cái gì gọi là thủ đoạn độc ác? Giang Sách hắn không rên một tiếng sa thải rồi hết thảy chức vị, làm hại ta cũng nhận được liên lụy. Không riêng bị xa lánh ra ngoài thành tới. Còn mất đi cùng những đại lão kia gọi nhịp tư bản. Hắn Giang Sách, chưa từng có cho ta người sư phụ này cân nhắc qua, hắn sẽ không lòng dạ độc ác sao? Uông Oánh Hà thở dài, chúng ta có, kỳ thực cũng phải nhờ sự giúp đỡ Giang Sách, chúng ta chiếm hắn quá nhiều quang, không thể bởi vì mất đi liền căm hận hắn nha. Vô nghĩa, Ôn Nhược Hà bất mãn nói, cái gì gọi là chúng ta chiếm hắn quang? Hắn một thân bản lĩnh từ đâu tới? Hắn vì sao có thể làm được Tu La Chiến Thần? Vậy cũng là công lao của ta. Dừng một chút, Ôn Nhược Hà tiếp tục nói, nếu hắn không muốn tiếp tục làm Tu La Chiến Thần, vậy dĩ nhiên sẽ có người nguyện ý làm. Chỉ cần ta có thể đem Lôi Hạo bồi dưỡng, đảm nhiệm Giang Sách tạm rời cương vị công tác sau ghế trống, như vậy ta sẽ chả là Tu La Chiến Thần, sư phụ phụ, ta sẽ chả có cùng kinh thành đại lão xoay cổ tay tư bản. Ta nhất định phải trở lại trong kinh thành. Quyền lực, đã hoàn toàn che đậy Ôn Nhược Hà hai mắt, mông muội rồi tâm trí của hắn. Từng tại Tây Kỳ máu nóng giết địch cái kia Ôn Nhược Hà, cái kia huấn luyện viên, đã sớm không còn tồn tại. Kinh thành mấy năm này, hắn sâu đậm mê luyến quyền lực trò chơi, một ngày nhiễm phải rồi, sẽ thấy cũng cai không được, từ trước bởi vì có Giang Sách tên đồ đệ này, kinh thành người đối với Ôn Nhược Hà nhượng bộ lui binh. Nhưng theo Giang Sách tạm rời cương vị công tác, gần nhất hơn một tháng thời gian, Ôn Nhược Hà rất nhanh thì bị mất quyền lực, dù ly ở quyền lực bên bờ giải đất. Hắn khó chịu, hắn phải đi về. Giang Sách là chỉ ngắm không hơn, hy vọng duy nhất, tất cả đều ký thác vào quan môn đệ tử Lôi Hạo trên người. Bởi vì Giang Sách tạm rời cương vị công tác, đưa tới Tu La Chiến Thần, vị trí trống không, như vậy nhất định thu tìm một người tới bổ khuyết cái chỗ ngồi này. Tuy là cái này nhân loại tiền nhiệm sau đó không nhất định kêu nữa Tu La Chiến Thần, khả năng gọi Quỷ Dạ Xoa Chiến Thần, Long Quy Chiến Thần. Ngược lại cái chỗ ngồi này không thể không. Để mắt tới cái chỗ ngồi này nhân không phải số ít, kinh thành quyền quý nhao nhao đẩy ra riêng mình môn sinh đắc ý, liền vì tranh đoạt nên vị trí. 20 thiên. Còn có 20 ngày thời gian chuẩn bị, chính thức tuyển chọn nghi thức sẽ bắt đầu. Đến lúc đó nhà ai vãn bối có thể đảm nhiệm chức này vị, một nhà kia là có thể lên như diều gặp gió. Ôn Nhược Hà tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Hắn cực lực đề cử Lôi Hạo đảm nhiệm chức này vị, nhưng bởi Lôi Hạo thực lực còn có điều không đủ, cho nên mới cần ở thời gian ngắn nhất có thể rất nhanh, thăng cấp. Thăng cấp phương thức cao nhất,
chính là tìm một thực lực mạnh mẽ, boss, vội tới Lôi Hạo soát. Hiển nhiên, Giang Sách cái này đã từng tu La Chiến Thần, chính là tốt nhất boss chọn người, nếu như Lôi Hạo có thể đem Giang Sách đánh bại, như vậy, hắn đem không nghi ngờ chút nào kế nhiệm tu La Chiến Thần chức vị. Chỉ cần Lôi Hạo trở thành tân nhất nhậm tu La Chiến Thần, như vậy ta liền có thể trở lại quyền lực giải đất trung tâm. Ôn Nhược Hà cắn răng nghiến lợi nói rằng, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, phụ dây bằng dạ vong, tự không thể không vong. Ta là Giang Sách sư phụ phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, vì lý tưởng của ta, Giang Sách hy sinh một cái có cái gì không được. Hắn đã hoàn toàn cử chỉ điên rồ rồi. Thê tử Uông Oánh Hà biết nhiều lời vô ích, cũng sẽ không khuyên nữa đạo rồi. Nàng ai thán một tiếng, nói rằng, Nhược Hà a, người phải kiên trì làm như vậy ta cũng không tiện nói cái gì nữa, chẳng qua là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Lôi Hạo cùng Giang Sách bất đồng. Giang Sách không riêng năng lực cường, nhân phẩm cũng là nhất lưu, công thành danh toại sau đó, người mượn hắn mệnh đi đường hoàng, không có quan hệ. Nhưng Lôi Hạo bất đồng. Lôi Hạo tâm cao khí ngạo, không phục quản giáo, giả như thật sự có một ngày làm cho hắn tiếp nhận tu La Chiến Thần chức vị, chỉ sợ hắn gặp qua sông tháo dỡ cầu, không đem ngươi người sư phụ này coi ra gì. Ôn Nhược Hà cười lạnh nói, người đây đã nghĩ sinh ra, ta tự tin hoàn toàn hàng được Lôi Hạo, không cần buồn lo vô cớ. Giang Sách đi theo Lôi Hạo đi tới sân huấn luyện, ở chỗ này, hắn gặp được đã từng trung thành nhất bộ hạ thần La Thiên Trinh. Trong quá khứ, chi đội ngũ này theo Giang Sách Nam Trinh Bắc Chiến, lập được qua vô số công lao. Hầu hết thời gian địch nhân còn không có nhìn thấy thần La Thiên Trinh, chỉ là nghe được tên cũng đã bị dọa đến tước vũ khí đầu hàng. Một chi đội ngũ như vậy, cường đại đáng sợ. Trong bọn họ từng cái đều là Giang Sách ngàn chọn vạn chọn đi ra tuyệt đối cường giả, đồng thời đi qua Giang Sách nghiêm ngặt huấn luyện sau đó, còn có thể chịu đựng, mới có thể cuối cùng lưu lại. Thành tài suất cũng không cao. Nhưng chỉ cần có thể lưu lại, vậy nhất định đều là năng lực chiến sĩ cường đại. Đã từng có rất nhiều đội ngũ đều noi theo qua Giang Sách cách làm, đáng tiếc, tất cả đều thất bại. Bởi vì phải luyện thành một chi đội ngũ như vậy có một vô cùng trọng yếu điều kiện tiên quyết thống suất muốn rất mạnh. Giang Sách chính mình liền mạnh nghịch thiên. Mỗi khi có người không phục thời điểm, Giang Sách là có thể dễ như trở bàn tay chế phục hắn, nên có chiến sĩ cảm thấy Giang Sách chế định huấn luyện qua với hà khắc, Giang Sách là có thể tự mình ra trận, ung dung hoàn thành. Cho nên, thần La Thiên Trinh mỗi một danh chiến sĩ, đều là từ trong đáy lòng đầu sùng bái bội phục Giang Sách. Cái này ở những đội ngũ khác chung là căn bản không thấy được tình huống. Lúc này, làm Giang Sách một lần nữa xuất hiện ở thần La Thiên Trinh trước mặt, này từng tại Giang Sách dưới trướng chinh chiến giết địch chiến sĩ, mỗi một người đều kích động lệ nóng doanh tròng. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bọn họ bị chọn lựa ra duy nhất mục đích, chính là muốn theo Giang Sách, trở thành Giang Sách lính hầu, gặp trở ngại truy. Nhưng bây giờ rồi. Bọn họ theo không được Giang Sách, cực kỳ thất vọng. Lôi Hạo chứng kiến như vậy tràng cảnh, trong lòng vô cùng không thoải mái, loại cảm giác này thật giống như mang theo chứng kiến bạn gái của mình còn không thể quên được của nàng tiền nhậm bạn trai giống nhau, không song thấu. Lúc đầu Lôi Hạo liền đối với Giang Sách ôm địch ý, đem Giang Sách trở thành mục tiêu, cả ngày lẫn đêm đều muốn siêu việt. Lúc này chứng kiến tay hắn dưới đáy chiến sĩ cư nhiên đối với Giang Sách tình cảm thâm hậu. Cái loại này khó chịu ngay lập tức sẽ từ đáy lòng phun ra. Không thể tha thứ. Lôi Hạo nói rằng, Giang sư huynh, hiện tại ta để ngươi nhìn ta một chút là thế nào huấn luyện binh lính. Thần La Thiên Trinh, chia làm ba tổ, lập tức huấn luyện. Vừa nghe đến, huấn luyện, hai chữ, những binh lính kia không có liền trói chặt đứng lên. Bọn họ không phải hạng người ham sống sợ chết, cũng đều rất có thể chịu được cực khổ, nhưng vẫn là sẽ như thế sợ. Đủ để nhìn ra Lôi Hạo huấn luyện đáng sợ cỡ nào. Nhanh lên một chút. Lôi Hạo quát lên một tiếng lớn, dưới đáy chiến sĩ không dám không nghe theo. Bọn họ chia làm ba tổ bắt đầu huấn luyện. Tổ thứ nhất, phụ trọng vượt qua chướng ngại vật. Tổ thứ hai, hai hai một đôi, tiến hành đối chiến. Tổ thứ ba, phủ phục đi tới. Cái này ba tổ huấn luyện nhìn qua đều là tích cực thông thường huấn luyện. Ở rất nhiều trong đội ngũ, huấn luyện như thế phương thức cũng là nhìn mãi quen mắt, căn bản không tính là cái gì độ khó cao, càng không thể nào tính được là đáng sợ.
Thế nhưng, làm huấn luyện chân chính sau khi bắt đầu, tình huống không đúng sức lực. Đầu tiên là tổ thứ nhất, phụ trọng vượt qua chướng ngại vật. Mỗi một danh phụ trọng sĩ binh đều mệt đến không đứng thẳng thắt lưng, cắn răng đi về phía trước, đừng nói vượt qua chướng ngại vật rồi, coi như là phổ thông bước đi cũng rất khó. Giang Sách khẽ nhíu mày, không nên a, những chiến sĩ này không có kém như vậy a. Lúc này, Lôi Hạo cười gian một tiếng, nói rằng, Giang Sư Huynh, đây là ngươi trước đây huấn luyện phương thức của bọn hắn, ta chép qua đây dùng, chỉ là hơi chút sửa lại một điểm. Đó chính là, ta đem bọn họ phụ trọng, từ ngươi nguyên lai mỗi người 200 cân, thay đổi thành mỗi người 500 cân. Cái gì? Giang Sách mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Kỳ thực phụ trọng 200 cân cũng đã đủ chìm, hiện tại tăng đến 500 cân, vậy còn làm sao vượt qua chướng ngại vật? Nói thật, cũng chính là đám này chiến sĩ thân thể tố chất quá mạnh, nếu đổi lại là người bình thường, đừng nói phụ trọng vượt qua, coi như là để cho bọn họ cầm lấy 500 cân vật nặng đều làm không được. Đây cũng không phải là huấn luyện, là trần truồng dằn vặt. Vẫn chưa xong. Tổ thứ hai, 2-2 một đôi, tiến hành đối chiến. Đồng dạng cực kỳ thông thường kiểu huấn luyện, vấn đề là, ở dưới bình thường tình huống, tất cả mọi người biết điểm đến thì ngưng, dù sao cũng là luyện tập, cũng không phải thực sự ra trận giết địch. Nhưng hiện trường chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Lôi Hạo yêu cầu bọn họ, đấu giao găm, phải xuất ra toàn lực cùng đối phương làm, tiện đem nhất đối phương cho giết chết. Hiện trường chiến đấu vô cùng huyết tinh bạo lực. Lôi Hạo còn rất tự hào nói, nhớ kỹ có người nói qua. Chó ngao Tây Tạng chính là ở đem đồng bản toàn bộ cắn chết sau đó, còn dư lại một con kia mạnh nhất. Ta để cho bọn họ gạch ngói cùng tan, sống sót chính là mạnh, chính là tinh nhuệ. Giang Sách trong cơn giận dữ. Đây là cái gì ngụy biện? Giống như vậy phương thức huấn luyện nếu như nhiều mấy lần, vậy còn có thể còn lại vài cái người sống. Đây không phải là làm loạn sao? Đáng giận nhất là tổ thứ ba phủ phục đi tới. Nhìn như đơn giản nhất phương thức huấn luyện, lại có đáng sợ nhất độ khó. Mỗi một tên lính tay chân đều trói lại chỉ túi, phi thường trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ bò, song còn để cho bọn họ ở lầy lội không chịu nổi bùn ướt trong đất bò sát. Phía trên là võng, trong lưới có các loại các dạng lưỡi dao, vô cùng sắc bén, không nghĩ qua là sẽ vẽ ra lỗ hổng lớn. Bọn họ phải hết khả năng đè thấp thân thể, ở phụ trọng dưới tình huống. Một chút xíu từ bùn ướt trong đất đi qua. Vẻn vẹn như vậy còn chưa tính. Địa phương đáng sợ ở chỗ bùn ướt trong đất còn có hơn 10 đầu độc xà. Này tiếp thu huấn luyện binh sĩ phải thời thời khắc khắc cẩn thận độc xà công kích, sợ ý một chút bị cắn trúng lời nói, mệnh nhưng là không còn rồi. Đồng thời, nếu như độc xà đối với bọn họ phát động công kích, bọn họ đang tránh né, đánh trả đồng thời, còn phải cam đoan không thể biên độ quá lớn. Bởi vì một ngày biên độ quá lớn, cũng sẽ bị phía trên lưỡi dao cho quẹt làm bị thương, làm không cẩn thận trực tiếp bị đâm chết cũng là có thể. Cửa ải này, độ khó lớn nhất. Thần La Thiên Trinh các chiến sĩ bị hành hạ thống khổ. Lôi Hạo căn bản cũng không phải là ở huấn luyện bọn họ, mà là đem đối với Giang Sách hận ý phát tiết vào trên người của bọn họ, Lôi Hạo cho tới bây giờ sẽ không có coi bọn họ là thành người một nhà. Một bên Giang Sách yên lặng nắm lên rồi nắm tay, móng tay ghim vào trong thịt, chảy ra tiên huyết. Nhìn những thứ này theo chính mình trở thành Tây Kỳ, anh dũng giết địch chiến sĩ, bây giờ từng cái bị người trở thành chuột trắng nhỏ giống nhau đùa bỡn, Giang Sách cực kỳ tức giận, tâm đã ở rỉ máu. Hết lần này tới lần khác, Lôi Hạo còn giống như ngại đùa không đủ. Chỉ là dằn vặt Thần La Thiên Trinh nhân là được rồi sao? Không phải, kém xa rồi. Lôi Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Sách, mỉm cười nói, nghe nói Giang Sư Huynh thực lực siêu phàm, lấy một địch 100, đáng tiếc vẫn luôn chỉ là nghe nói chưa từng có thấy qua. Giang Sư Huynh, hôm nay người có thể hay không cho ta bộc lộ tài năng? Cái này ba tổ huấn luyện, bình thường ta đều để cho bọn họ xa nhau chỉ dùng luyện tập một tổ, nhưng ta tin tưởng lấy Giang Sư Huynh thân thủ, liên tục hoàn thành ba tổ huấn luyện cũng không ở nói xuống đi. Thế nào? Giang Sư Huynh, bộc lộ tài năng thôi. Dằn vặt Thần La Thiên Trinh vẫn không tính là, còn muốn dằn vặt Giang Sách. Lôi Hạo tâm không khỏi quá ác độc. Không đợi Giang Sách đáp lại, Cừu Trắng thực sự nhìn không được, nổi giận nói, Lôi Hạo, người không khỏi khinh người quá đáng.
Lôi Hạo cười ha ha, ngửa đầu bất tiết nhất cố nhìn Cửu Trắng, từ tốn nói, khinh người quá đáng. Ý của ngươi là, đường đường tu la chiến thần ngay cả thật sao một chút khó khăn huấn luyện đều không làm được sao? Cửu Trắng âm lãnh nghiêm mặt, dĩ nhiên không phải. Bằng vào chúng ta thống suất năng lực, phải hoàn thành điểm ấy huấn luyện dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, vậy tới luyện một chút ha. Dựa vào cái gì, cái này cũng không phải là trò khỉ, dựa vào cái gì ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Lôi Hạo cất tiếng cười to, thì ra hay là tu la chiến thần, chính là một gọi không luyện thứ hèn nhát sao. Một câu nói, nói Cửu Trắng cùng với hết thảy thần la thiên trinh chiến sĩ tất cả đều hai mắt đỏ bừng, tức giận dị thường. Bọn họ cũng đều biết, Lôi Hạo đây là đang dùng phép khích tướng, muốn bức bách Giang Sách đi vào khuôn khổ, do đó hung hăng nhục nhã Giang Sách một phen, bởi vì này ba tổ huấn luyện căn bản cũng không phải là thường nhân đều có thể hoàn thành. Biết rõ là phép khích tướng, nhưng bọn hắn vẫn là rất sức sống. Đơn giản là Lôi Hạo lý do thoái thác quá phận. Vì bức Giang Sách đi vào khuôn khổ, Lôi Hạo lui về phía sau mấy bước, đưa tay chỉ trên đầu một tấm bảng nói rằng, Giang sư huynh, tấm bảng hiệu này là của ngươi chứ? Giang Sách ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khối kia trên tấm bảng viết bốn chữ lớn, độc nhất vô nhị. Nhớ kỹ một năm kia, Giang Sách một mình xuất đội, vẻn vẹn mang theo 10 tên thủ hạ liền vọt vào trại địch, đem đối phương kho vũ khí cho nổ, sau đó bình an lui lại. Cũng đang bởi vì, này một lần thành công, trợ giúp đại bộ đội của bọn họ hoàn thành nghịch chuyển. Như vậy hành động vĩ đại, độc nhất vô nhị. Vì ngợi khen Giang Sách công lao, cấp trên đặc biệt chế tạo như vậy một tấm bảng hiến cho Giang Sách. Từ đó về sau, tấm bảng hiệu này liền lưu tại thần La Thiên Trinh, là bọn hắn tinh thần tượng trưng, mỗi khi chứng kiến tấm bảng hiệu này, bọn họ sẽ nhớ tới cái kia không gì không thể thống suất. Lúc này, Lôi Hạo nói rằng, độc nhất vô nhị. Giang sư huynh, cấp trên người đối với ngươi nhưng là phi thường coi trọng a, cho rằng ngươi có thể hoàn thành thường nhân căn bản không hoàn thành được sự tình. Làm sao, hiện tại muốn ngươi hoàn thành ba tổ huấn luyện, liền khiếp đảm. Rốt cuộc là Giang sư huynh thực lực ngươi bước lui, vẫn là cấp trên người nhìn lầm. Nếu Giang sư huynh hiện tại ngay cả như thế một chút xíu việc nhỏ đều làm không được, như vậy, tấm bảng hiệu này cũng không có cần phải để lại. Nói, Lôi Hạo ngón tay một danh chiến sĩ, ngươi, qua đây. Na danh chiến sĩ tiểu bào đi tới Lôi Hạo trước mặt. Lôi Hạo chỉ bảng hiệu, buông lỏng nói rằng, đem hái xuống, đập bể. Trong nháy mắt, Na chiến sĩ hai mắt trừng lớn. Đập bể. Tấm bảng hiệu này nhưng là thần La Thiên Trinh toàn thể chiến sĩ tinh thần tượng trưng, là bọn hắn mỗi ngày đều có thể kiên trì nhẫn nại tinh thần động lực. Một ngày đập bể, bọn họ cây trụ sẽ không có. Không phải, tuyệt không đi. Na chiến sĩ không nhúc nhích. Lôi Hạo nhíu nhíu mày, trầm thấp hỏi, làm sao, người muốn cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Na chiến sĩ mồ hôi trán rớt xuống, nhưng như trước không nhúc nhích. Làm càn. Lôi Hạo quát lên một tiếng lớn, một quyền nện ở Na chiến sĩ trên ngực, trong nháy mắt, phun một ngụm máu tươi trào ra. Nhưng hắn, như trước ngạo nghễ đứng thẳng, không nhúc nhích. Ha ha, còn rất quật cường a. Lôi Hạo lại là một chân, trực tiếp đưa hắn cho quét ngã xuống đất. Bịch một tiếng, Na chiến sĩ hung hăng đập xuống đất, đau đớn khó nhịn, nhưng hắn chính là hai mắt nhìn chằm chằm bảng hiệu, cắn răng, không rên một tiếng. Càng như vậy, Lôi Hạo thì càng sức sống. Dựa vào cái gì tay mình dưới đáy binh, thời thời khắc khắc lấy Giang Sách vì trụ cột tinh thần. Là hắn so ra kém Giang Sách. Khó chịu, rất khó chịu a. Lôi Hạo một cước lại một chân nhét tại nơi danh chiến sĩ trên người, mỗi một chân đều lực đạo 10 phần, đạp trên người hắn xương sườn đều gãy tận mấy cái, thanh nhất khối tử nhất khối, toàn thân đều là tụ huyết. Dưới, chúng chiến sĩ nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Làm thống suất, cũng hẳn là bảo vệ binh lính của mình, nhưng Lôi Hạo đối thủ người phía dưới không có nửa phần quan tâm, thậm chí động một chút là quyền đấm cước đá, còn động tác võ thuật đẹp mắt trò gian trá dằn vặt bọn họ. Hắn, cùng Giang Sách thực sự không cách nào so sánh được. Bị đá mệt mỏi, Lôi Hạo ngồi xổm xuống nói rằng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, tháo xuống bảng hiệu đập bể nó. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi không phải nghe theo, ta tự lấy xử theo quân pháp ngươi, giết chết tại chỗ.
trái tim tất cả mọi người đều treo đến rồi cổ họng. Không phải trích, mất mạng trích, tinh thần tín ngưỡng không có. Lưỡng nan. 1, 2, 3. Đi chết đi. Lôi Hạo chợt một quyền đập về phía Na Danh chiến sĩ huyệt Thái Dương, một quyền này chỉ cần đập chúng, chắc chắn phải chết. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một con khổng vũ có lực bàn tay to ngạnh sinh sinh ngăn ở Na Danh chiến sĩ trước mặt, trong nháy mắt chặn lại Lôi Hạo công kích. Có thể ở trong chớp mắt đem Lôi Hạo công kích hóa giải, hiện trường chỉ có một người có thể. Cừu Trắng, cùng với toàn thể chiến sĩ ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, bọn họ nhìn sang, không sai, cứu tên lính kia không là người khác, đúng là bọn họ kính nể nhất thống suốt Giang Sách. Lôi Hạo cả người kình đạo đều đặt ở trên nắm tay, nhưng như trước không còn cách nào lay động Giang Sách một bước, thực lực sai biệt có thể thấy được lốm đốm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Giang Sách. Làm sao, Giang sư huynh, ta quản lý bộ hạ của mình, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Ngươi bây giờ, cũng không có nửa phần thực quyền. Giang Sách mỉm cười, từ tốn nói, ngày hôm nay người ta có điểm chua xót, vừa lúc muốn vận động một chút, người ba tổ huấn luyện, ta tiếp thu. Hắn không có nói khác, mà là trực tiếp đáp ứng huấn luyện. Kỳ thực Giang Sách rõ ràng, Lôi Hạo làm đây hết thảy đều là đang bức bách hắn mà thôi, đã như vậy, nói thêm cái gì đều vô dụng, trực tiếp đáp ứng là có thể cứu cái này danh chiến sĩ mệnh. Lôi Hạo vui vẻ, Giang sư huynh đáp ứng rồi. Tốt, vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau kiến thức một chút Giang sư huynh năng lực siêu phàm. Người phía dưới toàn bộ đều lau mồ hôi một cái. Bọn họ biết, Giang Sách là bị bức, nếu như Giang Sách không đáp ứng Lôi Hạo, Na Danh chiến sĩ chắc chắn phải chết. Thống suất, ngươi không cần cho ta. Na Danh chiến sĩ rất là khó chịu, cho rằng là chính mình hại Giang Sách. Nhưng mà, Giang Sách vẻn vẹn đáp lại một nụ cười. Hắn nói rằng, làm sao, ngươi cho rằng cái này ba tổ huấn luyện có thể làm khó ta sao? Không phải, ta chính là. Nếu không phải, vậy cũng không nên nói chuyện, hảo hảo nằm nghỉ ngơi, như thế này tìm người tiễn ngươi đi phòng cứu thương. Giao phó xong, Giang Sách theo Lôi Hạo đi tới ba tổ huấn luyện nơi sân. Lôi Hạo vung tay lên, tới A, cho ta Giang sư huynh phụ trọng. Ân, chiến sĩ bình thường là 500 cân. Ta Giang sư huynh cũng không phải là chiến sĩ bình thường, hắn chính là tu la chiến thần, vậy đến cái gấp đôi, phụ trọng 1.000 cân A. What? Cừu Trắng giống to, ngươi lâm thời thay đổi, tính là gì anh hùng hảo hán? Lôi Hạo nở nụ cười, làm sao, chẳng lẽ ngươi cho là ta Giang sư huynh năng lực không được sao? Còn là nói, ngươi cho rằng Giang sư huynh cùng mấy tên binh lính kia một cái cấp bậc. Cừu Trắng vừa vội vừa tức, đáp không được. Giang Sách lại nhẹ nhàng cười, đạm nhiên như thường nói rằng, 1.000 cân liền 1.000 cân, đến đây đi. Lôi Hạo vỗ tay một cái, tốt, hay là ta Giang sư huynh sảng khoái, không giống này tiểu nhân vật, cả ngày ngoại trừ oán giận gì đều không được. Cừu Trắng âm lãnh nghiêm mặt. Hắn biết, Giang Sách là bị bước đến bước này. 1.000 cân A, người bình thường nơi nào chịu đựng nổi lớn như vậy phụ trọng. Chỉ là phụ trọng vẫn không tính là... Phía sau còn muốn tiến hành vượt qua chướng ngại vật, độ khó quá. Thống suất, Cừu Trắng nhẹ nhàng hô một tiếng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Rất nhanh, đã có người qua đây bang Giang Sách mặc vào 1.000 cân phụ trọng trang phục, tay, chân, thắt lưng, chân, cánh tay, bối, bụng, toàn bộ đều có phụ trọng. Ăn mặc nặng như vậy phụ trọng phục, người bình thường ngay cả cũng đứng không đứng dậy, thì càng không muốn nói vượt qua chướng ngại vật rồi. Lôi Hạo xuất ra đồng hồ, cười gian nói, Giang sư huynh, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực lên, không muốn đưa cho ngươi bộ hạ cũ nhóm mất mặt a. Vượt qua chướng ngại vật, 30S vì hợp cách, 20S vì ưu tú. Giang sư huynh, ngươi tổng không đến nổi ngay cả hợp cách đều không đạt được a. Ha ha, ăn mặc 1.000 cân phụ trọng phục, 30S bên trong hoàn thành vượt qua, đây là cái gì thần tiên có thể làm được sự tình. Nhất định chính là cố ý nhục nhã Giang Sách. Bất quá. Giang Sách không nói gì, trực tiếp cất bước đi tới khởi điểm tuyến, từ hắn nhàn đình tín bộ dạng đến xem, thật giống như không có bất kỳ phụ trọng thông thường. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu. Theo Lôi Hạo ra lệnh một tiếng, Giang Sách như ngựa hoang mất cương vậy, vèo một cái liền lao ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi.
Tất cả mọi người xoa hai mắt, không dám tin nhìn. Cái này, quá dọa người a. Giang Sách tốc độ nhanh đến làm người ta khó có thể tưởng tượng trình độ, cho dù có 1.000 cân phụ trọng, tốc độ vẫn là so với bọn hắn không có phụ trọng tới cũng nhanh. Khó có thể tưởng tượng, nếu như Giang Sách không có phụ trọng dưới tình huống toàn lực ứng phó, nhanh hơn đến mức nào. Phần này huấn luyện, đối với lực lượng, kỹ xảo, tốc độ, đều có cao vô cùng yêu cầu. Có tốc độ không có lực lượng, đi đều không nhúc nhích, có sức mạnh không có tốc độ, đây chẳng qua là con rùa chậm chạy, có tốc độ có sức mạnh cũng không hiểu kỹ xảo, lúc đó làm trò hề. Giang Sách, đem ba người hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, nhanh vô cùng. Hắn cho đại gia phô bày, cái gì mới thật sự là tu la chiến thần. Cái này, đến phiên Lôi Hạo lúng túng. Bản ý của hắn là hung hăng nhục nhã Giang Sách, làm cho Giang Sách ở bộ hạ cũ trước mặt mất mặt xấu hổ, tốt nhất mệt quỳ dạp trên mặt đất đứng lên cũng không nổi mới tốt. Nhưng bây giờ rồi, Giang Sách chạy cùng thỏ giống nhau nhanh. Lôi Hạo tay đang run rẩy, cái này chẳng những không có hại đến Giang Sách. Ngược lại làm cho Giang Sách hình tượng ở thần La Thiên Trinh trước mặt có vẻ càng thêm tiền đồ sáng lạn. Không như mong muốn a. Ghê tởm. Lôi Hạo cắn răng nghiến lợi trừng mắt trong sân Giang Sách. Bá, Giang Sách vượt qua hết chướng ngại vật, về tới khởi điểm, toàn bộ quá trình chỉ có 15s, so với ưu tú còn muốn ưu tú. Phải biết rằng, đây chính là ở phụ trọng 1.000 cân dưới tình huống hoàn thành. Giang Sách mỉm cười nhìn Lôi Hạo. Lôi sư đệ, tốc độ của ta chả qua lấy được sao? Lôi Hạo sắc mặt cùng đồ ăn canh giống nhau xấu xí, hắn cắn răng, dám bài trừ một nụ cười, Giang sư huynh chỉ dùng 15s liền hoàn thành vượt qua, tốc độ, lực lượng, kỹ xảo cũng không có cùng lạ thường a. Quá khen, na Lôi sư đệ, chúng ta tiến hành tổ thứ hai huấn luyện a. Tốt, tổ thứ hai huấn luyện, hai hai đánh nhau, nhưng rõ ràng Lôi Hạo không có khả năng làm cho Giang Sách nhẹ nhõm như vậy qua cửa. Hắn cho Giang Sách an bài 4 gã đối thủ, từng cái đều là ngàn chọn vạn chọn đi ra tuyệt đối cường giả, coi như là Lôi Hạo, một lần cũng tối đa đối phó 2 cái. Đồng thời đối phó 4 cái, căn bản không khả năng. Quan trọng nhất là, Lôi Hạo còn muốn cầu Giang Sách bất có thể cởi phụ trọng phục. Nói cách khác, Giang Sách cần ở ăn mặc 1.000 cân phụ trọng dùng dưới tình huống. Đồng thời đánh bại 4 gã siêu cấp cao thủ. Cái này, khả năng sao? Ở Lôi Hạo xem ra, đây đương nhiên là không thể, không nói người khác, chỉ ít Lôi Hạo mình là làm không được. Huấn luyện chính thức bắt đầu. Na 4 gã siêu cấp cao thủ đồng thời đối với Giang Sách khom lưng cúi chào, sau đó bày ra tư thế. Oanh! Một danh cao tay nhanh như tia chớp xuất thủ, hướng về phía Giang Sách yếu hại liền công kích đi qua. Nhưng mà Giang Sách bất nhưng không lui về phía sau, còn đón lấy quả đấm của hắn quơ ra ngoài, trong nháy mắt, quyền đụng quyền, cứng đối cứng. Loại thời điểm này, phải xem ai lực lượng lớn hơn nữa, quả đấm của người nào cứng hơn rồi. Hiển nhiên, Giang Sách càng mạnh. Na danh cao tay nắm tay cùm cụp, xương vỡ vụn ra. Hai người khác một tả một hữu nhào tới, người cuối cùng phi thường giảo hoạt đi tới Giang Sách thị giác khu không thấy được. Hướng về phía Giang Sách ngang lưng bộ môn phát động công kích. Đồng thời đối mặt 3 cái cao thủ không đồng vị đưa công kích. Muốn tránh né, độ khó cực đại. Giang Sách lại vượt quá thường nhân tưởng tượng vậy tại chỗ xoay tròn. Động tác kia, giống như là như con thoi, tại chỗ xoay tròn, đồng thời chợt ném một chân. Trong chớp mắt, Giang Sách chân trước sau từ 3 người trên mặt của đảo qua. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. 3 tiếng kết kết thật thật thanh âm, truyền vào hiện trường trong tai của mỗi người, đợi cho bụi bặm lắng xuống, chỉ thấy Giang Sách đạm nhiên vô sự đứng tại chỗ, mà na 3 danh cao tay toàn bộ đều miệng sùi bọt mép quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Một trận chiến này, không đến 20s liền kết thúc. Nhanh, chuẩn, ngoan. Giang Sách không có bất kỳ hơn một dư động tác, ở tận khả năng không uổng thể lực dưới tình huống, bằng ngắn gọn hữu hiệu động tác kết quả 4 danh cao tay. Cường. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng kích động. Lão đại muôn năm. Thống suất, ta cũng biết ngươi nhất định làm được. Giống. Thần La Thiên Trinh vậy bộ hạ cũ cùng hít thuốc lắc giống nhau, kích động la to, đã sớm quên mất Lôi Hạo mới là bọn họ hiện giữ thống suất.
Ở trong lòng bọn hắn, Giang Sách, mãi mãi cũng thì không cách nào thay thế được Na một cái. Thấy như vậy một màn, Lôi Hạo tức giận đến trên đầu bốc khói xanh, hận không thể đem hiện trường tất cả bộ hạ toàn bộ đều cho xử tử, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Giang Sách, vẫn còn muốn cứng rắn bài trừ nụ cười, nói rằng, Giang sư huynh thực lực thực sự là cường đại a, cư nhiên có thể ở như vậy nghiêm khắc dưới điều kiện đánh bại ba danh cao tay, thật sự là làm ta bội phục, bội phục. Kế tiếp, Giang sư huynh có thể đặt tại phụ trọng 1000 cân dưới điều kiện hoàn thành phủ phục đi tới. Cái gì? Vừa nghe nói như vậy, tất cả mọi người nổi giận. Ai cũng biết tổ thứ ba huấn luyện là muốn ở bùn sình bùn đất trung tiến hành, ăn mặc 1000 cân phụ trọng ở bùn ướt trong đất phủ phục đi tới. Vậy còn bò di chuyển sao? Mấu chốt nhất là, cấp trên có lưỡi dao, phía dưới có độc xà, điều kiện như vậy dưới hơi không cẩn thận sẽ bỏ mạng. Ăn mặc nặng như vậy phụ trọng phục, không phải tương đương với muốn Giang Sách mệnh sao? Nếu như nói trước hai tổ huấn luyện vẫn là ôm nhục nhã tâm, na cuối cùng một tổ, tuyệt đối là muốn giết chết Giang Sách tâm. Bộ hạ cũ nhóm đều không nhìn nổi. Đang lúc mọi người kích động muốn, tạo phản, thời điểm, Giang Sách giơ tay lên ý bảo nói, chính là việc nhỏ, hà túc quải xỉ. Nếu Lôi sư đệ có yêu cầu như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi đã khỏe. Tổ thứ ba huấn luyện, bắt đầu đi. Thống khoái. Lập tức, Lôi Hạo liền mang theo Giang Sách đi tới tổ thứ ba huấn luyện hãm hại trước. Giang sư huynh, kế tiếp thì nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Cũng không nên làm chúng ta thất vọng a. Giang Sách lại ý vị thâm trường nói một câu, cái này sợ rằng có điểm ép buộc, bởi vì, ta là nhất định phải để cho ngươi thất vọng. Lôi Hạo chân chính hy vọng chính là Giang Sách chết ở chỗ này, mà Giang Sách chắc chắn sẽ không như ước nguyện của hắn, cho nên, thất vọng, đúng là nhất định. Hai người liếc nhau, lẫn nhau đối với đối phương đều căm thù đến tận xương tủy. Giang Sách bất nói nhảm nữa, khom lưng nằm xuống, hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng bỏ vào bùn ướt mà. Ngay từ đầu, động tác của hắn tương đương nhanh, nhưng từ từ tốc độ liền hạ xuống. Cái này không kỳ quái. Đầu tiên là phụ trọng vượt qua, tiếp lấy phụ trọng chiến đấu, người sắt đều sẽ hao hết thể lực. Cửa ải cuối cùng còn muốn phụ trọng phủ phục đi tới, trên đầu là lưỡi dao, dưới thân là bùn ướt mà, độ khó cực đại. Giang Sách hết sức chăm chú, thận trọng tránh né này lưỡi dao, ở bùn đất chung đi về phía trước, từ từ, hắn rốt cuộc đã tới nguy hiểm nhất địa giới độc xà mà. Ở chỗ này, bùn ướt trong đất có một cái lại một cái độc xà. Chúng nó giấu ở bùn ướt trong đất, thân thể bị bùn đất gói ở, đi qua mắt thường là rất khó phân biệt. Xa xa cừu trắng sâu đậm ngắt thông thường hãn, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là cừu trắng chính mình, cho dù chết một vạn lần ước đoán đều không thể qua cửa. Độ khó quá. Tất cả mọi người trầm mặc, hai mắt trừng lớn đợi Giang Sách biểu hiện. Đột nhiên, Giang Sách chợt giơ tay lên tựa đầu đỉnh một khối lưỡi dao đem hái xuống, sau đó chợt đi phía trước nhảy lên một cái, có một con rắn độc đã bị kinh động, không đợi nó hé miệng. Giang Sách liền đem lưỡi dao từ độc xà trên đầu phương đâm xuống, xỏ xuyên qua cả viên đầu rắn, hung hăng đóng ở trên đất. Trong nháy mắt bị mất mạng, Giang Sách nhập ra tùy tục, dùng lưỡi dao đối phó độc xà. Vốn là đối với mình đều có uy hiếp tánh mạng hai dạng đồ vật, bây giờ lại bị Giang Sách thông thạo sử dụng, dùng những thứ thuộc về địch nhân đối phó địch nhân, Giang Sách đem chiến đấu tinh túy đứng tây ở tại trước mắt mọi người. Tốt, cừu trắng kích động vỗ tay. Giang Sách lại nhanh chóng gỡ xuống hai khối lưỡi dao, bổ ngang, chém chéo, một đao một con rắn, chia làm bốn đoạn rớt xuống đất. Phốc suy. Hai khối lưỡi dao, một trước một sau, một đầu một đuôi, đem một con rắn độc cho ghim vào mặt đất. Hô, lại là một con rắn độc nhào tới. Giang Sách bất hoảng sợ thong thả, lắc mình tránh thoát rắn công kích, sau đó đưa tay cầm đuôi rắn ba, giống như là té roi ra giống nhau. Hung hăng đem độc xà đập xuống đất. Trong chớp mắt, xà sẽ không nhúc nhích. Cứ như vậy, Giang Sách bất hoảng sợ không vội vàng phát động công kích, lợi dụng các loại kỹ xảo chiến đấu, đều đâu vào đấy đem một cái lại một con rắn độc cho giết chết. Từ từ, bùn ướt trong đất liền toàn bộ đều là độc xà thi thể. Nhìn na phủ kín đầy đất độc xà thi thể, Lôi Hạo toàn thân đều lạnh thấu, cảm giác giống như là đang nhìn thi thể của mình giống nhau. Cuối cùng một tổ huấn luyện,
Cao như vậy độ khó, coi như là Lôi Hạo cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà, Giang Sách chính là không chút hoang mang đem hết thảy độc xà đều giết chết, sau đó bình an bỏ ra. Hắn, nhất định chính là quái vật. Nhìn Giang Sách thân ảnh, cho tới giờ khắc này, Lôi Hạo mới chính thức cảm nhận được, Tu La Chiến Thần, bốn chữ hàm nghĩa. Đúng vậy, Giang Sách bất là nhân, hắn chính là từ địa ngục tới Tu La. Hắn mang đến sợ hãi cùng bất an, sâu đậm chiết phục không ai bì nổi Lôi Hạo, ở Giang Sách trước mặt, Lôi Hạo có vẻ cái gì cũng không phải. Lôi Hạo mình hoài nghi ta, thật có thể siêu việt cái quái vật này sao? Khi ngươi đầy cõi lòng tin, cho rằng nhất định có thể xong một em người, kết quả lại phát hiện thực lực của đối phương vượt xa khỏi ngươi dự đoán thời điểm, sẽ có ý tưởng gì? Người khác không biết, chỉ ít Lôi Hạo cảm giác thân ở hầm băng, toàn thân dòng máu đều nhanh muốn đọng lại. Nhìn Giang Sách từ bùn ướt trong đất đi ra, cởi trên người quần áo dơ, Lôi Hạo cảm giác đó không phải là người, đó là ác ma, đó là Tu La. Ở Lôi Hạo trong óc chỉ có hai chữ, đáng sợ. Cho tới nay, Lôi Hạo đều cho rằng thiên phú của mình là trên đời hiếm thấy, cũng chưa từng có đã biết còn mạnh hơn hắn nhân. Ngày hôm nay, hắn mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thảo nào sư phụ Ôn Nhược Hà muốn chọn Giang Sách đảm đương mục tiêu của chính mình, thật sự là bởi vì Giang Sách vô cùng cường đại. Nếu như ngay cả Giang Sách đều có thể đánh bại, vậy thì có lý do tin tưởng, trên cái thế giới này không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản con đường của hắn, vấn đề là, Giang Sách có thể đánh bại sao? Chí ít thời khắc này Lôi Hạo, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Lôi sư đệ, cởi phụ trọng ăn vào sau Giang Sách, buông lỏng đi tới Lôi Hạo trước mặt, nhìn hắn đạm nhiên như thường dáng vẻ, tựa hồ mới vừa ba tổ huấn luyện căn bản không có đối với hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Lôi Hạo rồi mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, nói rằng, Giang sư huynh quả nhiên là tài ngút trời, thảo nào sư phụ lão nhân gia ông ta vẫn luôn nói ngươi mới là hắn cuộc đời này mạnh nhất đệ tử, bội phục, bội phục. Không thể không nói, thời khắc này Lôi Hạo không còn là dối trá phụ họa, mà là từ trong thâm tâm cảm thấy bội phục. Hắn, bị Giang Sách thực lực khủng bố chiết phục. Giang Sách mỉm cười chỉ khối kia bảng hiệu, như vậy khối bảng hiệu có thể tạm thời giữ lại sao? Có thể, đương nhiên có thể, Lôi Hạo lớn tiếng nói, người đến, đem người bệnh đều mang đi phòng cứu thương. Giang Sách hài lòng gật đầu, được rồi, công ty ta còn có việc phải xử lý, không có cách nào khác lại bồi sư đệ ngươi tán gẫu. Ngày hôm nay đã nói đến nơi đây, về sau có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục. Ta đây liền chờ mong cùng sư huynh tiếp theo gặp mặt. Sẽ có cơ hội. Giang Sách xoay người rời đi, cừu trắng hưng phấn đi theo, giống như là nở rộ đóa hoa giống nhau, khắp khuôn mặt là hạnh phúc quang mang. Ai cũng cho rằng Giang Sách lần này nhất định bị thua. Coi như bất tử, cũng sẽ rơi cả người là thương hạ tràng, cừu trắng thậm chí đều chuẩn bị liên hệ kinh thành tốt nhất y viện, một ngày ngoài ý, lập tức tiễn Giang Sách đi trị liệu. Nào ngờ, Giang Sách đích thực lực dĩ nhiên là như vậy đáng sợ. Trở lên xe. Cừu trắng hưng cao thải liệt nói rằng, thống suất, hôm nay ngươi thật sự là quá tuấn tú rồi. Hung hăng giết Lôi Hạo uy phong. Hắn chính là muốn đạp ngươi thượng vị, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nhìn liền ác tâm. Giang Sách yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì. Kỳ thực, Lôi Hạo sẽ như thế nào hắn cũng không để bụng, hắn quan tâm là. Cừu trắng thở dài, tiếp tục nói ai, từ hôm nay tình huống đến xem. Huấn luyện viên việc này làm có điểm vô tình a. Vì phụng hắn quan môn đệ tử thượng vị, không tiếc làm cho thống suất ngươi tới làm đá kê chân. Đồng dạng đều là đồ đệ, tại sao muốn nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Huống chi, thống suất thực lực của ngươi so với Lôi Hạo tới cường, hơn nữa thứ cho ta lắm miệng, huấn luyện viên có thể có giờ này ngày này địa vị, hơn phân nửa đều là nương thống suất danh hào của ngươi. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay thầy trò gặp lại là một kiện đại hỷ sự, ai biết sẽ như vậy sốt ruột. Cừu trắng mấy câu nói đến Giang Sách tâm khảm trong. Đúng vậy, quá sốt ruột rồi. Ngày xưa ở Tây Cảnh các loại mỹ hảo hồi ức, trải qua hôm nay một phen làm lại nhiều lần, hảo cảm hoàn toàn không có. Giang Sách biết, sư phụ làm như vậy chỉ có một nguyên nhân hắn đã bị quyền lực cho tẩy não. Hôm nay Giang Sách không quyền không thế. Ngoại trừ một cái Tu La Chiến Thần,
hư danh, cái gì cũng không thừa lại, như vậy, Ôn Nhược Hà nhất định phải một lần nữa phủng một người, do đó một lần nữa trở lại quyền lực trung tâm. Có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Khi ngươi mất đi giới chỉ lợi dụng sau đó, đợi ngươi cũng chỉ có bị gạt bỏ. Ôn Nhược Hà, đã làm xong gạt bỏ Lôi Hạo quyết định. Cừu trắng hỏi, thống suất, đừng trách ta lắm miệng, nếu như huấn luyện viên thực sự dự định ra tay với ngươi, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giết chết bồi dưỡng mình sư phụ phụ sao? Hiển nhiên là không thể. Ngồi chờ chết. Đó cũng không phải là Giang Sách phong cách. Làm như thế nào dường như đều là sai, cũng chính bởi vì vậy, Giang Sách mới có thể tâm phiền ý loạn. Hắn yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, từ tốn nói, lái xe a. Chỉ ít giờ này khắc này, Giang Sách còn không có một cái rất tốt phương thức giải quyết, đi một bước xem một bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có thể qua một đoạn thời gian sư phụ là có thể nghĩ thông suốt, không hề cùng Giang Sách làm khó đâu. Hy vọng như thế chứ. Bên kia, tại ngoại thành hộ vệ doanh trong nhà gỗ, Ôn Nhược Hà rót chén trà, cẩn thận tỉ mỉ. Thê tử Uông Oánh Hà Chân Trần đã đi tới, kết thúc, Giang Sách đã đi rồi. Ôn Nhược Hà cũng không ngẩng đầu lên hỏi, kết quả như thế nào? Uông Oánh Hà lắc đầu, sợ là muốn cho ngươi thất vọng, Lôi Hạo thảm bại cho Giang Sách, vô luận là từ danh vọng hay là từ bản thân ngạnh thực lực, hắn đều không phải Giang Sách đối thủ. Ôn Nhược Hà cười nhạt, đây không phải là tất nhiên kết quả sao? Tính là gì thất vọng? Hắn đứng dậy, hướng phía bàn học đi tới. Giang Sách bây giờ thân ở đỉnh phong, mà Lôi Hạo vẫn còn tăng lên kỳ, vốn cũng không phải là một cấp bậc, nếu như bây giờ Lôi Hạo là có thể đánh bại Giang Sách, vậy ta còn có cái gì huấn luyện hắn cần phải? Trực tiếp làm cho hắn tham gia tuyển chọn không phải xong. Uông Oánh Hà không hiểu, người đã biết rõ Lôi Hạo thất bại. Tại sao còn muốn an bài gặp mặt hôm nay? Ôn Nhược Hà ý vị thâm trường nói rằng, bởi vì ta đã nghĩ Lôi Hạo thua. Ngươi nghĩ hắn thua? Không sai, Lôi Hạo tuy là thiên phú rất mạnh, nhưng bởi vì lâu dài không có một hợp cách đối thủ, đưa tới ánh mắt của hắn thiển cận, mù quáng tự đại, đây là một việc phi thường chuyện không tốt. Tự cổ mà nói, kiêu binh thất bại. Ôn Nhược Hà nói rằng, nếu muốn huấn luyện Lôi Hạo, đầu tiên phải làm. Chính là đã trừ trên người của hắn này cổ, kiêu ngạo, khí độ, làm cho hắn có thể bình tĩnh lại chính xác đối mặt tự thân vấn đề. Ta hôm nay an bài hắn cùng Giang Sách gặp mặt, chính là muốn cho hắn biết Giang Sách khủng bố, nhìn thẳng vào chính mình cùng Giang Sách chênh lệch. Kể từ đó, mới có thể càng thêm kích phát Lôi Hạo lòng cầu tiến, cũng có thể chính xác tạo mục tiêu của hắn. Uông Oánh Hà nở nụ cười, ngươi trông ngươi xem, miệng đầy đạo lý. Ngươi sẽ không sợ đem Lôi Hạo đả kích quá phận, trực tiếp cho lộng tự bế rồi. Sẽ không, Ôn Nhược Hà nói rằng, Lôi Hạo cũng không phải ngươi, thua cũng chỉ biết khóc. Làm cường giả, thua cũng không đáng sợ, rèn đúc tự thân thắng trở về thì được rồi. Nếu như ngay cả điểm ấy phẩm chất cũng không có, vậy hắn căn bản không có trở thành cường giả tư cách. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta tin tưởng, thời khắc này Lôi Hạo nhất định đang liều mạng huấn luyện. Lấy Giang Sách làm mục tiêu, phát thệ muốn siêu việt hắn. Ôn Nhược Hà khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác. Hắn tự tay cầm bút lông lên, ở trên tuyên chỉ viết xuống bốn chữ lớn, lòng cường giả. Giang Sách mới vừa trở lại công ty, thì có một gã chủ quản đi lên nói rằng, chủ tịch, ngài đồ đệ tới, đang ở trong phòng tiếp tân các loại ngài. Đồ đệ. Giang Sách nhíu mày một cái, hắn dường như cũng không có thu cái gì đồ đệ a. Tên gọi là gì? Mạc Nguyên, chính là Hồng Hội Hiệu Thuốc Thiếu Trưởng Quỹ. Trải qua một nhắc nhở như vậy, Giang Sách mới nhớ chuyện gì xảy ra. Hay là đang hắn vừa tới kinh thành thời điểm, bởi vì tham gia Thịnh Vui Khoa học Kỹ thuật Dược sư tuyển chọn mà cùng Mạc Nguyên nhận thức, lúc đó Giang Sách hung hăng dạy dỗ dưới cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đáng vui là, Mạc Nguyên tính cách nhưng thật ra rất tốt, chẳng những không có ghen ghét Giang Sách, còn chủ động bái sư. Chỉ là trong khoảng thời gian này Giang Sách quá bận rộn xử lý phụ thân Giang Hàn không phải là sự tình, đem chuyện này đều làm cho đã quên. Huống hồ, Giang Sách cũng không có thu học trò dự định. Nếu như là công phu quyền cước nói, Giang Sách có hết sức tin tức có thể coi người khác lão sư, thế nhưng y thuật, Giang Sách tự nhận là còn kém xa lắm,
ngay cả chính hắn cũng không có hoàn toàn từ tân lão gia tử nơi đó xuất sư, làm sao có thể cho người khác làm lão sư rồi. Mấu chốt nhất là, vào giờ phút này Giang Sách, tâm tình rất kém cỏi. Bị mình lão ân sư, lão huấn luyện viên cho xiêm áo một đạo, Giang Sách trong lòng đang phiền muộn, tuyệt không muốn xử lý những thứ này chuyện loạn thất bát tao, thầm nghĩ muốn một người yên lặng một chút. Ta không nhớ rõ có như vậy một cái đồ đệ. Giang Sách trả lời phi thường quả đoán, trực tiếp liền đoạn tuyệt cùng Mạc Nguyên quan hệ giữa. Chủ kia quản nói rằng, có thể Mạc Nguyên vẫn đợi ở ta công ty không chịu đi, nói có chuyện trọng yếu muốn tìm ngài, hy vọng cùng ngài thấy một mặt. Giang Sách khẽ nhíu mày, không nói câu nào, hướng phía phòng khách phương hướng đi tới. Cừu Trắng theo ở phía sau, cũng là chân mày không phải triển khai. Hắn theo Giang Sách nhiều năm như vậy. Đối với Giang Sách tính khí bản tính hiểu rõ nhất thanh nhị sở, biết bây giờ Giang Sách liền cùng thùng xăng giống nhau, một điểm liền tạc. Hết lần này tới lần khác Mạc Nguyên Thiêu lúc này tìm đến Giang Sách, còn tự cho là đúng nói mình là Giang Sách đồ đệ, cái này rất nhận người ngại. Cừu Trắng khẽ lắc đầu, chỉ hy vọng như thế này Mạc Nguyên có thể học thông minh một chút, nói nhiều chú ý. Phòng khách cửa mở ra. Giang Sách bước vào. Chỉ thấy Mạc Nguyên đang vẻ mặt lo âu ngồi ở ghế trên. Vừa nhìn thấy Giang Sách đi đến, Mạc Nguyên chuyển buồn làm vui, trên mặt ngay lập tức sẽ toát ra nụ cười, lập tức đứng dậy nhào tới, vẻ mặt hưng phấn nói, sư phụ, ta rốt cục đến khi ngươi đã trở về. Vừa nghe nói như vậy, Cừu Trắng cũng biết không ổn, nhanh lên ở một bên không ngừng cho hắn nháy mắt, nhưng Mạc Nguyên một chút xíu ý thức cũng không có, thậm chí còn cho là Cừu Trắng có phải hay không con mắt có tật xấu gì. Giang Sách âm lãnh nghiêm mặt, ta không nhớ rõ từ lúc nào thu qua ngươi làm đồ đệ. Mạc Nguyên cười đùa nói rằng, vậy hiện tại thu xong nha. Đợi Mạc Nguyên, là đáng kể trầm mặc, hiện trường lâm vào một loại kỳ quái xấu hổ trong không khí. Hết lần này tới lần khác Mạc Nguyên còn chưa ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Hắn tiếp tục nói, sư phụ, hiện tại ngươi có một dương danh lập vạn tốt cơ hội. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Socrates bác sĩ sao? Hắn hiện tại lại dám khiêu chiến toàn bộ kinh thành Hoa Hạ bác sĩ. Sư phụ, nếu như ngươi xuất thủ đánh bại hắn, như vậy ngươi khả năng liền nổi danh, về sau ta nói là của ngươi đồ đệ, cũng có thể vô cùng có mặt mũi. Ngạch, Cừu Trắng một tay nâng trán, trong lòng biết xong, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Sách hiện tại tâm phiền ý loạn. Cũng là bởi vì Ôn Nếu Xông lợi dụng Giang Sách danh tiếng sinh ra di chứng, hết lần này tới lần khác Mạc Nguyên còn không biết chết sống đề cập những chuyện tương tự. Không cứu. Quả nhiên, Giang Sách trong hai mắt tràn đầy phẫn hận, nổi giận nói, muốn có mặt mũi liền chính mình đi kiếm, đi theo người khác phía sau cáo mượn oai hùm, người tính toán thơm bơ vậy sao? Câu nói đầu tiên đem Mạc Nguyên cho nói mộng ép. Tình huống dường như có điểm không đúng. Hắn không cười được. Lúng túng nói, sư phụ, cái kia. Ý của ta là, câm miệng, Giang Sách chỉ vào hắn nói rằng, lại theo ngươi nói một lần cuối cùng, ta cho tới bây giờ sẽ không có thu qua bất luận cái gì đồ đệ, cũng không tán thành ngươi là đồ đệ của ta. Ngươi nếu như còn dám chỉa vào tên của ta đầu làm sằng làm bậy, ta tuyệt không dễ tha ngươi. Oanh! Mạc Nguyên đặt mông ngồi xuống, hai mắt vô thần. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình có hảo ý. Đổi lấy dĩ nhiên là bực này kết quả. Cừu Trắng bất đắc dĩ lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ a chính là quá vọt, nói làm việc cũng không biết nặng nhẹ, na hồ bất khai để na hồ. Vẫn hướng trên họng súng đụng, sao có được không? Giang Sách cuối cùng nói rằng, phải nói ta cũng nói rất rõ ràng, nơi đây không chào đón ngươi, mời đi a. Nói xong, Giang Sách phất ống tay áo một cái, nghênh ngang mà đi. Cừu Trắng hướng về phía Mạc Nguyên thở dài, nhỏ giọng nói rằng, ngươi a, thật là làm cho người thất vọng, trở về đi, nơi đây thực sự không chào đón ngươi. Hắn theo Giang Sách ly khai. Trong phòng tiếp tân, Mạc Nguyên rất là ủy khuất, vẻ mặt đau thương. Vừa mới còn có thể toát ra nụ cười hắn, lúc này ngực một hồi chua xót, hầu như muốn khóc ra thành tiếng. Một người nam nhân muốn khóc. Đó nhất định là thừa nhận rồi khó có thể chịu đựng áp lực cùng ủy khuất. Mạc Nguyên tuyệt vọng nhìn dưới mặt đất, lẩm bẩm, ba, xin lỗi, ta đem hết thảy đều làm cho đập. Giang Sách về tới phòng làm việc, mới vừa đem áo khoác cởi bỏ qua một bên, tân tấn bí thư Miêu Đồng liền đi tiến đến.
Nàng đem một chồng văn kiện thật dày bày trên bàn. Giang Đồng, những văn kiện này đều phải cần ngươi xử lý. Thả chỗ A, à, ta như thế này liền tới xem. Tốt, Miêu Đồng vừa mới chuẩn bị đi, còn nói thêm, được rồi, ta mới vừa chứng kiến Mạc Nguyên đứa bé kia khóc sướt mướt ly khai công ty, dường như gặp rất thương tâm sự tình. Giang Đồng, ngươi với hắn gặp mặt sao? Khóc. Giang Sách càng thêm hèn mọn. Miêu Đồng tiếp tục nói, lại nói tiếp đứa bé kia cũng thực sự là thương cảm, ba hắn đều như vậy, còn mạnh hơn làm tinh thần khắp nơi cầu người hỗ trợ, ai tương đương tương đương. Ân, tại sao dường như trong lời nói có chuyện? Giang Sách nhìn như lơ đãng hỏi, ba hắn làm sao vậy? Miêu Đồng trợn to hai mắt, làm sao, ngươi không biết sao? Không biết. Ai yêu, đây chính là kinh thành đại sự. Nghe nói có một Dương bác sĩ chạy tới kinh thành diễu võ Dương Oai, khắp nơi phá quán, đem chúng ta Hoa Hạ bác sĩ làm nhục một lần. Mạc Nguyên ba hắn tốt xấu coi như là nhất phương danh y, liền đại biểu Hoa Hạ bác sĩ xuất chiến, kết quả thua thất bại thảm hại. Miêu Đồng lắc đầu liên tục, thua thi đấu, bị na Dương bác sĩ cho trước mặt mọi người vũ nhục, bọn họ hồng hội hiệu thuốc chiêu bài đều bị hái được. Cái này cũng chưa tính, những thứ khác Hoa Hạ bác sĩ chẳng những không an ủi, ngược lại bỏ đá xuống giếng, nói Mạc Nguyên ba hắn vô dụng, không thể là người một nhà cạnh tranh khẩu khí, thẳng thắn chết được. Lão gia tử kia tính khí cũng là xú, cư nhiên thực sự đi nhảy sông tự vận tự sát. Cũng may đúng lúc cấp cứu đã trở về, tuy là mệnh bảo vệ, nhưng tinh thần hỏng mất, thân thể cũng xuất hiện đại mao bệnh, nghe nói rất có thể trở thành người sống đời sống thực vật. Giang Sách khẽ nhíu mày, hắn đến thật không ngờ sự tình cư nhiên sẽ như thế nghiêm trọng. Miêu Đồng còn nói thêm, thừa dịp phụ thân còn có một tia ý chí, Mạc Nguyên duy nhất tâm nguyện chính là đem Mạc gia chiêu bài cho cầm về, đó là tổ tiên truyền xuống, nếu như không cầm về được, phụ thân sợ là sẽ phải chết không nhắm mắt. Vì thế, hắn khắp nơi cầu người, lại là tặng lễ lại là cười làm lành, chạy khắp nơi, buộc chính mình đi nói này nịnh hót lời nói. Ai, nhìn đứa bé kia vì phụ thân, vì gia tộc mà làm oan chính mình, ta thực sự rất đồng tình hắn. Cuối cùng, Miêu Đồng giang tay ra, kết quả đến bây giờ cũng không còn người nguyện ý giúp trợ hắn. Người Dương bác sĩ dường như rất lợi hại, ngay cả Mạc Nguyên ba hắn đều thua, những người khác thì càng không dám ứng chiến. Hiện tại toàn bộ kinh thành y học giới đều bao phủ ở trong bi ai, Dương bác sĩ đem chúng ta ấn trên mặt đất ma sát, thực sự khiến người ta đã tức giận vừa đành chịu. Thì ra, đây mới là toàn bộ chuyện đã xảy ra. Ngẫm lại vừa mới Mạc Nguyên biểu tình, ngay từ đầu quả thực rất bi thương, nhưng chứng kiến Giang Sách sau đó, lại miễn cưỡng vui cười, dám nói một chút nịnh hót Giang Sách lời nói, thậm chí còn lấy Giang Sách đồ đệ, thân phận tới lôi kéo làm quen. Kết quả vuốt mông ngựa vỗ tới vó ngựa trên. Lúc này, Cửu Trắng đi tới nói rằng, thống suất, kỳ thực ta xem đứa bé kia rất đơn thuần, hắn với người còn có chút giống như, cũng là vì phụ thân cam nguyện buông tha tất cả. Nếu không, ta giúp một tay. Đây coi như là cho Giang Sách một nấc thang. Cửu Trắng rất thông minh, cũng rất hiểu lòng người, biết bây giờ Giang Sách nhất định hối hận, sở dĩ chủ động cho Giang Sách một nấc thang. Là trợ giúp Giang Sách, càng là trợ giúp hài tử đáng thương kia. Giang Sách nhìn Cửu Trắng liếc mắt, lạnh lùng nói rằng, không phải tới một bộ này, phải làm sao liền làm như thế đó, ta không phải cái loại này làm chuyện sai sau đó chết vì sĩ diện nhân. Nói xong, hắn trực tiếp đi về phía cửa. Cửu Trắng cười khổ lắc đầu, tính khí vẫn là một dạng xú nha. Chứng kiến Giang Sách cùng Cửu Trắng ly khai, Miêu Đồng sốt ruột hỏi, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào nha? Còn có một đống lớn văn kiện không thấy rồi. Cửu Trắng quay đầu lại rất thần bí chừng mắt nhìn, chúng ta muốn đi thay trời hành đạo. Những văn kiện kia, làm cho Mộc Dương một chỗ để ý thì tốt rồi, ngược lại ngươi làm cho thống suất xem. Cuối cùng thống suất vẫn sẽ ném cho Mộc Dương một, không có phân biệt. Mờ tối bên trong căn phòng nhỏ, đang ở phê chữ văn kiện Mộc Dương nhất trọng trọng hắt hơi một cái. Hắn dụi dụi con mắt, nhìn chồng chất như núi văn kiện, vẻ mặt đau khổ nói rằng, đến cùng lão đại từ lúc nào trở về a? Nơi này văn kiện số lượng, là ngâm mộng khoa học kỹ thuật còn nhiều gấp 3, ta muốn không chịu nổi nha. Nhưng mà, đợi hắn là càng nhiều hơn văn kiện tặng tiến đến. Bên kia, Mạc Nguyên ngồi lên xe riêng, bất đắc dĩ chạy trở về. Quản gia chứng kiến Mạc Nguyên bộ dáng này,
cũng biết sự tình nhất định làm hỏng. Không kỳ quái, nhân gia Giang Sách bây giờ là đại lão bản, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chủ tịch, làm sao có thể khuất thân tới giúp các ngươi làm những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Huống chi, đại gia một điểm tình cảm cũng không có. Mạc Nguyên đồ đệ kia thân phận, cũng là mạnh mẽ đụng lên đi, nhân gia căn bản không nhận thức. Mạc Nguyên mở cửa sổ ra, làm cho gió lạnh thổi phất hai gò má của mình, bất lực mà tuyệt vọng hỏi, thân thúc, ba ta hắn hiện tại thế nào? Quản gia Thân Hằng nói rằng, vẫn là như cũ, thân thể bại liệt, ý thức mờ nhạt, ước đoán có nữa vài ngày thì sẽ hoàn toàn mất đi ý chí biến thành người sống đời sống thực vật. Ai, cậu ấm, chúng ta sợ rằng không có cách nào ở lão gia ý thức thanh tỉnh thời điểm, làm cho hắn chứng kiến Mạc gia chiêu bài cầm về một khắc kia rồi. Nói cách khác, Mạc Nguyên ba hắn sẽ cả đời giữ lại nỗi tiếc nuối này. Chí tử đều không thể giải quyết. Nghĩ đến đây, Mạc Nguyên thì càng thêm thương tâm tuyệt vọng. Sự tình làm sao sẽ trở thành cái dạng này? Bọn họ Mạc gia rõ ràng là vì Hoa Hạ y học giới xuất chiến, rõ ràng là có hảo ý, tốt như vậy người chính là không có hảo báo. Hắn nắm lên nắm tay, phẫn hận nói, đều là này vương bát đản. Bọn họ không dám ứng chiến còn chưa tính, cư nhiên đối với thua ba ta châm chọc khiêu khích, nói lời ác độc, đây đều là nhất bang vật gì vậy? Ác tâm, bị ổi, không biết xấu hổ. Thân Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, xã hội này chính là như vậy, khi ngươi cao cao tại thượng thời điểm, tất cả mọi người biết phủng ngươi, nịnh hót ngươi, khi ngươi thua, sẽ tường đổ mọi người đẩy, sẽ không bởi vì ngươi là làm việc tốt thì có thay đổi. Lão gia hắn mang theo mọi người kỳ vọng ứng chiến, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cừu hận càng mạnh. Lão gia thua, để cho bọn họ cảm thấy nét mặt không ánh sáng, mắng thì càng ngoan. Nhưng là, bọn họ sẽ không có nghĩ tới ba ta là vì bọn họ đi ứng chiến sao? Cái này không trọng yếu. Thân Hằng nói rằng, trọng yếu chỉ có một chút lão gia thua. Thua, chính là nguyên tội, sẽ bị bọn họ phỉ nhổ. Cậu ấm, trên cái thế giới này cũng không phải là nhất định là tốt rồi người có hảo báo. Vốn không nên thừa nhận tổn thương Mạc Nguyên ba hắn, vì Hoa Hạ vinh dự ứng chiến, thua, đợi hắn là một mảnh tiếng mắng. Nguyên nhân chỉ ở với Mạc Nguyên ba hắn không có đạt được mọi người mong muốn, để cho bọn họ thất vọng rồi, để cho bọn họ nét mặt không ánh sáng, nhưng bọn họ chính mình lại không lá gan ứng chiến, đã có lá gan nhục mạ một cái thất bại anh hùng. Thực sự là nhất bang vô sỉ hạ lưu tanh tưởi đồ. Mạc Nguyên tựa vào ngồi phía sau trên lưng, hít sâu mấy hơi thở, tuyệt vọng nói rằng, kinh thành thiên, đen. Thân Hằng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn mấy lần Mạc Nguyên, trong lòng cũng mọc lên một vẻ bi thương. Hắn ở Hồng Hội hiệu thuốc cũng công tác mấy thập niên, lão bản Mạc Thanh Tùng đối với hắn phi thường tốt, bây giờ chứng kiến Hồng Hội hiệu thuốc biến thành này tấm rách nát không chịu nổi bộ dạng, hắn cũng từ trong lòng cảm thấy khó chịu. Đặc biệt chuyện này lúc đầu cùng Hồng Hội hiệu thuốc không có bao nhiêu quan hệ, là Mạc Thanh Tùng vì Hoa Hạ giới y dược danh tiếng mà chiến đấu. Ai? Thân Hằng cũng theo thở dài. Tuy là hắn đã sớm thấy rõ trong nhân thế hiểm ác đáng sợ, nhưng chân chính gặp phải loại chuyện như vậy, vẫn sẽ khó tránh khỏi thương tâm. Về đến nhà, Thân Hằng dừng xe. Cậu ấm, xuống xe. Thân Hằng nói rằng, Mạc Nguyên tâm phiền ý loạn, hắn có điểm không dám xuống xe, muốn làm sự tình nhất hiện không có hoàn thành, muốn mời giúp đỡ một cái không có mời được, Hồng Hội hiệu thuốc chẳng lẽ sẽ như thế đóng cửa. Bách niên lão điếm, biển chữ vàng, nói không có sẽ không có. Nghĩ đến đây, Mạc Nguyên liền cảm thấy mình vô năng, rất là khó chịu. Lại thở dài mấy lần khí, hắn mới chậm rãi đẩy cửa ra, phi thường không tình nguyện đi ra ngoài. Vừa xuống xe, Mạc Nguyên liền thấy ở hiệu thuốc cửa còn đậu một chiếc xe, một chiếc màu đỏ thẫm Ferrari. Thân thúc, cái kia là ai xe? Mạc Nguyên hỏi. Thân Hằng lắc đầu, không biết, có lẽ là vị nào bệnh nhân xe a? Bệnh nhân, hiện tại Hồng Hội hiệu thuốc lão bản đều ngã xuống, danh tiếng thúi rất, còn có ai sẽ đến nơi đây xem bệnh bốc thuốc a hát? Cho dù có, cũng không khả năng là loại thân phận này người cao quý. Đoán chừng là đi ngang qua, thuận tiện làm thí điểm thuốc a. Mạc Nguyên trong lòng suy nghĩ. Lập tức, hắn cùng Thân Hằng một trước một sau đi vào hiệu thuốc. Chân trước mới vừa bước đi vào, liền kinh ngạc chứng kiến lão bản Mạc Thanh Tùng cư nhiên ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn dáng vẻ, giống như là đã khôi phục năng lực hành động,
Ba, lão gia. Mạc Nguyên cùng Thân Hằng đều kích động hô lên. Lão bản Mạc Thanh Tùng không phải đã ý thức mờ nhạt, sẽ biến thành người thực vật sao? Tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó đều có thể đi bộ? Chẳng lẽ, lão thiên gia mở mắt? Mạc Nguyên vội vàng đi tới, đỡ Mạc Thanh Tùng, vội vội vàng vàng hỏi, ba, đây là chuyện gì a? Mạc Thanh Tùng mỉm cười nói, làm sao, ngươi không biết sao? Không biết a? Ngươi làm sao có thể không biết? Không phải ngươi tự mình đi tìm sư phụ ngươi đến cho ta xem bệnh sao? Nguyên nhi a, ta ngay từ đầu còn đối với ngươi bái sư rất có ý kiến, hiện tại kiến thức sư phụ ngươi y thuật, thật là kinh vi thiên nhân. Ngươi có tốt như vậy sư phụ, thật là ngươi kiếp trước đã tu luyện duyên phận ở đâu? Sư phụ, càng nói càng hồ đồ. Mạc Nguyên từ lúc nào có sư phụ? Thật vất vả mặt dày đụng lên đi nhận thức một cái, còn bị nhân ra đá đi ra, mất mặt quá mức rồi. Đang ở nghi hoặc trong lúc đó, Giang Sách bưng một chén thuốc từ giữa phòng đi ra. Mạc lão bản, thân thể ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, không thích hợp thời gian dài đi lại, trở về nhà nghỉ ngơi đi. Ngoài ra ta cho ngươi nhiều nhịn một chén thuốc, uống xong chén này thuốc, đối với ngươi bệnh mới có lợi. Ánh mắt của mọi người nhìn sang. Khi nhìn đến xuất hiện người là Giang Sách sau đó, Mạc Nguyên vừa mừng vừa sợ, kích động cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Là Giang Sách, thật là Giang Sách. Hắn bưng thuốc đi tới Mạc Thanh Tùng bên người, đem thuốc đưa tới. Mạc Thanh Tùng không chút do dự đoan qua đây liền uống, đối với Giang Sách không có bất kỳ hoài nghi gì. À, Giang thầy thuốc, đa tạ, đa tạ. Mạc Thanh Tùng uống xong thuốc. Lau miệng tiếp tục nói, con ta có thể có như ngươi vậy sư phụ, thực sự là vận mệnh của hắn a. Mạc Nguyên mộng ép, sư phụ, Giang thầy thuốc. Giang Sách lạnh mặt nói, làm sao, ngươi không muốn nhận ta đây cái sư phụ. Mạc Nguyên trong nháy mắt phản ứng kịp. Hắn không chút do dự quỳ xuống, hướng về phía Giang Sách dập đầu ba cái, trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đa tạ sư phụ ra tay cứu trị cha ta. Đại ân đại đức, cuộc đời này khó báo. Giang Sách hài lòng gật đầu, tự tay đem Mạc Nguyên kéo lên, dặn dò, ta nhưng là phi thường nghiêm khắc, theo ta học y, người phải làm cho tốt lên núi đao xuống biển lửa trong lòng chuẩn bị. Mạc Nguyên vỗ bộ ngực nói rằng, sư phụ muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một câu câu oán hận. Tốt! Lúc này, Mạc Thanh Tùng lại lộ ra biểu tình khổ sở, thở dài nói rằng, Nguyên nhi có như vậy một vị tốt sư phụ là đáng giá cao hứng chuyện, nhưng hiện tại chúng ta Mạc gia bảng hiệu bị người hái đi, tổ tông thể diện đều mất hết, ai? Giang Sách mỉm cười, nói rằng, mất đi, đoạt lại chính là. Mạc Thanh Tùng kích động hỏi, Giang thầy thuốc, người nguyện ý xuất thủ tương trợ. Giang Sách khoát tay áo, không phải ta, là Mạc Nguyên. Hắn biết đại biểu Hồng hội hiệu thuốc, đem các ngươi ra mất đi bảng hiệu, một lần nữa đoạt lại. Quả thực, chuyện này Mạc Nguyên để làm thích hợp hơn. Một, hắn là Mạc gia người, thứ hai, hắn vì phụ báo thù, lý do càng nhiều, thứ ba, nếu như là Mạc Nguyên đoạt lại bảng hiệu, vì hoa hạ bác sĩ chính danh, Na Hồng hội hiệu thuốc danh tiếng thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vấn đề là, Mạc Nguyên không có thực lực đó a. Mạc Thanh Tùng lắc đầu liên tục, Nguyên nhi y thuật còn chưa kịp ta phân nửa, ngay cả ta đều không đối phó được cái kia Dương bác sĩ. Càng chưa nói Nguyên nhi rồi. Hắn đi, không khác nào chịu chết. Giang Sách tự tin nói rằng, trước hắn đi khiêu chiến, đó là chịu chết, nhưng bây giờ hắn là ta Giang Sách đệ tử, có ta ở đây bên cạnh hắn, tuyệt không thất bại khả năng. Mạc lão bản, cứ thả 100% mà yên tâm a. Cái này, Giang Sách lời nói không khỏi vẫn là quá lớn một chút, Mạc Thanh Tùng nhưng thật ra là không tin. Nhưng Hồng hội hiệu thuốc đều đã như vậy. Mặc dù thua nữa, dường như cũng không còn cái gì không dậy nổi. Huống chi, Giang Sách cứu mạng của hắn, có thông thiên triệt địa y thuật thần kỳ, có như vậy thần nhân tương trợ, nói không chừng Mạc Nguyên thật có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đã như vậy, Na Nguyên Nhi, ngươi liền cùng sư phụ ngươi đi thôi. Khiêu chiến cái kia Dương bác sĩ. Đoạt lại chúng ta Mạc gia bảng hiệu. Mạc Nguyên gật đầu, phụ thân, sư phụ. Ta nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Giang Sách rất là vui mừng. Tuy là Mạc Nguyên y thuật không được tốt lắm, tính khí cũng tương đối nóng,
yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, thế nhưng có một chút hắn rất thích, đó chính là con nghé mới xanh không sợ cọp. Hai từ này, cho tới bây giờ cũng không biết, sợ, hai chữ viết như thế nào. Này cổ chết trùng kính, là Giang Sách rất thích. Đi theo ta. Giang Sách cất bước ly khai hiệu thuốc, Mạc Nguyên không chút do dự đi theo, hai người một trước một sau lên cửa chiếc kia màu đỏ thẩm Ferrari. Đóng cửa lại. Giang Sách từ tốn nói, Cừu Trắng, để cho ngươi chuyện điều tra thế nào. Cừu Trắng mỉm cười nói, về tình báo phương diện sự tình, sẽ không có ta Cừu Trắng không giải quyết được. Thông suốt, ngươi để cho ta điều tra Socrates phá quán sự kiện, ta đã toàn bộ nắm giữ. Giang Sách gật đầu, na, liền nói cho ta biết vì sao cái này Dương bác sĩ biết vẫn chiến thắng nguyên nhân A. Văn ngồi sau thuốc lắp, lầu 3 phòng khách. Dương bác sĩ Socrates bưng ly rượu đỏ, hai chân chéo nguẩy, một bộ biểu tình dương dương đắc ý. Tại hắn ngồi đối diện, là trọng môn khoa học kỹ thuật tổng giám đốc Lao Kéo. Bởi vì trọng môn khoa học kỹ thuật tao ngộ, trọng thương, trong khoảng thời gian này tới nay, Lao Kéo vẫn phi thường khiêm tốn, một điểm một giọt đi một lần nữa thắng được danh tiếng. Cũng bởi vì Giang Sách cùng Giang Hàn tầm đích nội đấu, vô hạ cố cập trọng môn khoa học kỹ thuật, cho Lao Kéo một đoạn thời gian rất dài tới khôi phục. Tại khôi phục trong quá trình, Lao Kéo cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại kinh thành huyên phí phí dương dương y học giới phá quán sự kiện, chính là Lao Kéo một tay bày kế, mà của nàng mục tiêu duy nhất chính là Giang Sách. Socrates nói rằng, Lao Kéo tiểu thư, ta đã dựa theo ngươi nói đi làm, kinh thành này có mặt mũi lớn hiệu thuốc, trăm năm cửa hiệu lâu đời, đều bị ta cho làm gục xuống. Còn lại này lính tôm tướng cua, không đủ gây sợ. Hắn hèn mọn cười hỏi, như vậy, Lao Kéo tiểu thư từ lúc nào mới có thể hoàn thành lời hứa với ta, theo ta yên lành ước hội một lần đâu. Lao Lạp phi thường bình tĩnh nói rằng, không vội, là tối trọng yếu người kia còn chưa có xuất hiện. Ngươi là nói Giang Sách. Ân. Ha ha, Giang Sách ta hiểu qua, Giang Nam khu tới tiểu nhân vật, y thuật phương diện không đáng giá nhắc tới. Lao Kéo tiểu thư vì sao như thế quan tâm hắn đâu? Lao Kéo không có giải thích, cũng không cần phải giải thích. Một cái có thể đem Giang Hàn không phải là bệnh trị hết người, làm sao có thể y thuật không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, ban đầu ở trên phi cơ, Lao Kéo nhưng là tận mắt chứng kiến qua Giang Sách y thuật, na thần hồ kỳ kỹ năng lực, thực sự làm người ta tán thán. Giống như vậy một vị y thuật đại thành giả, tuyệt đối không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn kinh thành y học giới thất thủ. Bất kể là vì hoa hạ y học giới, vẫn là vì cá nhân hắn danh tiếng, đều nhất định sẽ ứng chiến. Dưới lúc, đợi Giang Sách sẽ là một hồi thảm bại. Lao Kéo trong lòng cười nhạt. Đến lúc đó Giang Sách sẽ giống như đừng xanh tùng giống nhau, bị mọi người thoá mạ, bị thế nhân vứt bỏ, liền mang thịnh vui khoa học kỹ thuật đều sẽ bị chống lại. Nếu tạm thời không còn cách nào từ chính diện đột phá. Như vậy, giống như vậy từ mặt bên đả kích, cũng là một loại lựa chọn tốt. Hơn nữa Lao Kéo còn không dùng mang tiếng xấu, tất cả cừu hận giá trị đều bị Socrates mang đi. Đến khi giải quyết liễu Giang Sách, Lao Kéo thẳng tiếp quăng Socrates, quả thực hoàn mỹ. Nàng nói rằng, Giang Sách nhất định sẽ tới khiêu chiến, Socrates tiên sinh, ước hẹn của chúng ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Mời kiên chỉ đợi mấy ngày là được. Trong lúc ở chỗ này, cũng xin Socrates tiên sinh cần phải bảo trì cảnh giác, ngươi, tuyệt đối không thể thua. Socrates nở nụ cười, thua. Không thể, này hoa hạ ngu xuẩn bác sĩ, đều đã cho ta sử dụng là Tây Dương y thuật, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến ta sử dụng đúng là bọn họ hoa hạ hơn 1.000 năm bí thuật. Cái này kêu là làm sư di trưởng kỹ năng lấy chế di, dùng đao của ngươi tới chém chết ngươi. Coi như Giang Sách tới, cũng vô pháp cởi ra ta nan đề. Lao Kéo gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Như vậy, ta là có thể không chỗ nào ràng buộc, một lòng một ý với người ước hẹn. Socrates tiên sinh, bọn ta đối đãi người thắng lợi tin tức tốt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Nhìn Lao Kéo na gợi cảm quyến rũ bóng lưng, Socrates nhìn không được nuốt nước miếng. Thực sự là giai nhân tuyệt sắc a. Đến lúc đó, ta ngươi nhất định phải dục tiên dục tử. Socrates uống một hớp rượu, hưng phấn nói, Giang Sách ngươi làm sao còn chưa tới. Nhanh để cho ta đem ngươi giết chết, ta đây có thể hưởng dụng Lao Kéo bữa này bữa tiệc lớn.
màu đỏ thẫm Ferrari trên xe. Cửu Trắng đem tất cả kết quả điều tra nói tường tận cho Liễu Giang Sách nghe, đồng thời còn đem một vài ảnh chụp, video đều giao cho Liễu Giang Sách. Hắn nói rằng, cụ thể khiêu chiến quá trình rất đơn giản, chính là Socrates biết cung cấp một gã bệnh nhân, có thể trị hết hắn, coi như người khiêu chiến thắng, trị không hết, coi như người khiêu chiến thua. Nếu như người khiêu chiến không phục, Socrates có thể hiện trường đem tên kia bệnh nhân chữa lành. Cho tới bây giờ, hắn dùng loại phương pháp này khiêu chiến hơn 20 gia hiệu thuốc, không một thất thủ. Không thể không nói, cái này Dương bác sĩ thật là có chút tài năng. Giang Sách một bên nghe một bên nhíu. Không đến mức A. Kinh thành nhiều như vậy danh y, không có khả năng cộng lại cũng không sánh nổi một cái Dương bác sĩ. Hơn nữa, nếu bệnh này rất khó trị liệu, vì sao Socrates có thể hiện trường liền chữa cho tốt? Có thể làm chàng chữa khỏi bệnh, tuyệt đối không phải bệnh gì nặng. Trong đó tất có huyền cơ. Giang Sách mở ra Socrates chữa bệnh video, đầu tiên là xem một lần, sau đó thiêu trọng điểm quá trình lặp lại phát hình, cuối cùng cơ hồ là một tránh xem. Đối lập hình ảnh, liên hệ trước từ đường xanh tùng bên kia có được tin tức, Giang Sách không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ tới cái này Dương bác sĩ, lại còn hiểu được chúng ta Hoa Hạ cổ thuật. Ha ha, thảo nào mười mấy cái danh y đều nhìn không ra trò, dù sao ai có thể nghĩ tới Dương bác sĩ cư nhiên biết dùng chúng ta Hoa Hạ cổ thuật đi đối phó người chúng ta. Nếu như không phải có như thế cặn kẽ tình báo tư liệu, coi như là ta, cũng phải bị té nhào. Giang Sách đem tất cả tư liệu đều vứt sang một bên, mỉm cười nói, đây không phải là bệnh. Là cổ, Na Dương bác sĩ chính là một phiến tử, lấy lòng mọi người mà thôi. Đồ nhi, chúng ta cái này đi vạch trần mặt mũi thực của hắn. Đừng nguyên khẩn trương bất an nói rằng, nhưng là sư phụ, ta đối với cổ thuật không có chút nào hiểu a, muốn thế nào đi vạch trần hắn a? Giang Sách ngoéo, một cái tay, đưa lỗ tai qua đây. Đừng nguyên đem lỗ tai xít tới, Giang Sách nói ba xạo liền đem phương pháp đối phó nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Đừng Nguyên vẻ mặt mờ mịt. Sư phụ, người nói một bộ này thực sự đáng tin không? Làm sao nghe như là phong kiến mê tín a? Chúng ta làm thầy thuốc, tại sao có thể làm như vậy? Đây không phải là khiến người ta chế giễu sao? Giang Sách mặt lạnh nhìn về phía hắn, chiếu vi sư nói đi làm, tuyệt sẽ không có lỗi. Cửu Trắng ở một bên phụ họa nói, tiểu lão đệ, chiếu chúng ta thống suất nói đi làm đi. Tuy là hắn bình thường nói ra một ít kinh điệu dưới người ba lời nói, khiến người ta cảm thấy phi thường không đáng tin cậy, nhưng mỗi một lần kết quả đều sẽ chứng minh hắn là chính xác. Đừng nguyên gật đầu. Tốt, ta chợt nghe sư phụ, coi như thất bại ta cũng không oán không hối hận. Cửu Trắng lắc đầu, ngươi, tuyệt đối sẽ không thất bại. Ferrari chạy. Ở sau nửa giờ, xe dừng ở Văn Ngôi Sao Thuốc lắp cửa. Cửa xe mở ra. Giang Sách ba người trước sau xuống xe. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, trong đó có biết, nhìn không được hưng phấn hô, mau nhìn, đó không phải là Giang thần y sao? Đem Giang Hàn không phải quái bệnh chữa xong vị kia Giang thần y. Hắn tới khiêu chiến Dương thầy thuốc sao? Thật tốt quá, có Giang thần y xuất thủ, chúng ta Hoa Hạ giới y dược được cứu rồi. Nghe phía bên ngoài người thanh âm huyên náo, Socrates đi ra đại môn. Đứng ở thật cao trên bậc thang. Hắn nhìn xuống chúng nhân. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Liễu Giang Sách trên người. Giang Sách, người rốt cuộc đã tới, ta chờ người chờ quá lâu rồi. Các ngươi là tới khiêu chiến A. Mời vào trong. Socrates làm một, mời, đích thủ thế, sau đó chủ động xoay người đi vào đại môn. Giang Sách ba người thập cấp mà lên, đi theo vào. Cái khác vây xem náo nhiệt người cũng không nhàn rỗi, chen lấn chạy trong chạy, Giang thần y tự mình xuất thủ, như vậy rung động tràng diện tại sao có thể bỏ qua. Phần lớn người sau khi vào phòng, đều bị bảo an cản ở tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Socrates buông ly rượu đỏ, âm lãnh nói rằng, Giang Sách, ta biết ngươi nhất định sẽ tới, chúng ta cũng không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Giang Sách lại lắc đầu, ngươi khả năng có chỗ hiểu lầm, muốn khiêu chiến ngươi. Cũng không phải là ta. A hát. Socrates có chút kinh ngạc, còn có chút thất vọng, không phải đánh bại Giang Sách liền không thể cùng lao kéo ước hội. Hắn hỏi tới, trừ ngươi ra, còn có ai như thế có bản lĩnh khiêu chiến ta? Đồ đệ của ta,
Ngươi đồ đệ. Giang Sách một bả đã đem Mạc Nguyên bị đẩy đi ra ngoài, đồ đệ của ta Mạc Nguyên khiêu chiến ngươi. Hắn muốn lấy lại Mạc gia bảng hiệu, càng phải thay Hoa Hạ y học giới cạnh tranh khẩu khí. Khi nhìn đến đi ra là Mạc Nguyên sau đó, Socrates cất tiếng cười to. Uy, ngươi là kẻ ngu si sao? Mạc Nguyên, ngay cả hắn lão tử đừng sanh tùng đều thua ở trên tay của ta, hắn một tên mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì khiêu chiến ta? Giang Sách, ngươi đây không phải là làm cho hắn chịu chết sao? Quần chúng vây xem cũng đều nhao nhao lắc đầu. Nếu như là Giang Sách tới khiêu chiến, có lẽ có làm trò, có thể người khiêu chiến là Mạc Nguyên lời nói, vậy hoàn toàn không vui. Ai, thực sự là thất vọng rồi. Mạc Nguyên y thuật còn chưa kịp tra hắn phân nửa, phải thua không thể nghi ngờ, có cái gì tốt khiêu chiến. Đây không phải là mù làm lỡ công phu sao? Đối mặt mọi người nghi vấn, Giang Sách bình tĩnh dị thường. Hắn phi thường tự tin nói rằng, từ trước Mạc Nguyên có thể không được, nhưng bây giờ Mạc Nguyên là ta Giang Sách đồ đệ, thì có bản lĩnh đánh bại ngươi Socrates. Socrates cười lạnh nói, ngươi khoác lác cũng không đả thảo cảo. Coi như hắn là ngươi đồ đệ, chỉ có theo ngươi học tập vài ngày. Gia Long chưa từng học được a. Giang Sách khinh thường nói, đối phó ngươi loại này xú ngư nát phụn hà, chỉ cần từ ta đây học tập 5 min như vậy đủ rồi. 5 min. Socrates cảm giác được nhân cách bị vũ nhục. Hắn chính là hậu nhân của danh môn, tài ngút trời, y thuật phương diện thành tựu có thể không phải thấp, cư nhiên bị Giang Sách làm thấp đi cái gì cũng sai, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Quần chúng vây xem mới cũng nhao nhao lắc đầu. Giang Sách cũng quá điên a. Đúng vậy, ta lúc đầu đối với hắn còn có chút hảo cảm, hiện tại, quả thực muốn đoán hắn hai chân. Tự tin là chuyện tốt. Nhưng tự ngạo sẽ không tốt. Socrates dầu gì cũng là từ nhỏ đã học tập y thuật hậu nhân của danh môn, y học thành tựu không thấp, Nam Mạc Nguyên theo Giang Sách học tập 5 min liền vọng tưởng đánh bại Socrates, muốn dám ăn đâu. Nếu như Mạc Nguyên có thể thắng, chúng ta đây những thứ này lão bác sĩ còn nghiên cứu cái giám a. Tất cả đều theo Giang Sách học một ít 10 phút 8 phút, không phải bù đắp được cả đời. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Không có bất kỳ một người xem trọng Mạc Nguyên. Bọn họ càng đối với Giang Sách thái độ biểu thị bất mãn, cho rằng Giang Sách quá mức tự ngạo, loại này khinh địch hạ chàng chỉ có một thảm bại. Socrates mắt lạnh nhìn Giang Sách, tiểu tử, ngươi thật giống như quá cuồng vọng điểm A. Giang Sách cười lạnh một tiếng, ta chỉ là trần thuật sự thực mà thôi. Tốt, ta đây liền tiếp thu ngươi đồ đệ khiêu chiến, ta ngược lại muốn nhìn theo ngươi học tập 5 min nhân. Có bản lãnh gì đánh bại ta? Bất quá, nếu như ngươi đồ đệ thua, lại nên làm như thế nào? Không đợi Giang Sách mở miệng, Mạc Nguyên giành nói trước, ai làm nấy chịu, người nào khiêu chiến người nào gánh chịu hậu quả. Nếu như ta thua, ta đây Mạc Nguyên từ nay về sau lại cũng không đụng y thuật, từ nay về sau thay đổi địa vị, không còn là bác sĩ. Phi thường ngoan, Mạc Nguyên làm bách niên lão điếm hồng hội hiệu thuốc thiếu trưởng quý. Nếu như không động vào y thuật, không thích đáng bác sĩ, đó nhất định chính là đối với tổ tông đại bất kính. Hắn nửa trước thân học tập gì đó, cũng đều biến thành vật vô dụng. Mạc Nguyên là đem mình tiền đồ tương lai toàn bộ đánh cược ra rồi, thực sự quá độc. Có vây xem bác sĩ khuyên, Mạc thiếu gia, ngươi thanh tỉnh một điểm, không thể như thế đổ a. Na Giang Sách chính là lợi dụng ngươi tới cho hắn phồng thanh thế, ngươi bị hắn cấp cho nha. Đúng vậy, Mạc thiếu gia, người cũng là học y, biết y thuật không có khả năng một lần là xong, rõ ràng Giang Sách chính là đang gạt ngươi, không có lòng tốt. Thậm chí có người trực tiếp chỉ vào Giang Sách mắng to, ngươi một cái khẩu Phật tâm xà tiểu nhân, có thể hay không đừng đầu độc nhân ra hài tử. Giang Sách ngươi một cái thấp hèn bại hoại, ngươi đến cùng làm sao cho Mạc thiếu gia tẩy não. Thất đức như vậy sự tình cũng làm ra được, ngươi chết không yên lành. Hiện trường một mảnh chửi rủa tiếng. Giang Sách trở thành mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Cùng lúc, mọi người đồng tình Mạc Nguyên, về phương diện khác, cũng là đối với Giang Sách lợi dụng Mạc Nguyên cảm thấy bất mãn. Ai, hài tử đáng thương, hắn tại sao phải tin tưởng cái kia phiến tử đâu? Mạc lão bản đã không được, Mạc thiếu gia mắt thấy cũng muốn xong đời, bách niên lão điếm, Mạc gia lấy phương thức như vậy xong việc. Thực sự là thương cảm thật đáng buồn đáng tiếc a. Ta chớ chú Giang Sách thần côn này chết không yên lành.
Đối mặt mọi người chửi rủa, Giang Sách không chút sức mẻ, bình tĩnh như nước. Tựa hồ, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đứng đối diện Socrates phi thường hài lòng cục diện bây giờ, vừa mới bắt đầu, Giang Sách liền bị phô thiên cái địa tiếng mắng, đến khi Mạc Nguyên thảm bại sau đó, Giang Sách sợ là sẽ phải bị nước bọt cho chết đuối. Nói vậy, Lao Kéo tiểu thư nhất định sẽ rất vui vẻ a. Socrates trong lòng cười trộm. Hắn tằng hắng một cái, nói rằng, nếu Mạc Nguyên cậu ấm như vậy thành khẩn, ta đây liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi, nếu như ngươi thắng, bảng hiệu trả lại cho ngươi, ta lăn lộn ra hoa hạ, vĩnh bất tái tới, nếu như ngươi thua, tựa như ngươi nói lại cũng không có thể đụng vào y thuật, lại cũng không có thể coi bác sĩ. Mạc Nguyên gật đầu lia lịa, một lời đã định. Lòng bàn tay của hắn tất cả đều là hãn. Có thể hay không vì Mạc gia giành lại bảng hiệu, có thể hay không bảo trụ hoa hạ giới y học bộ mặt, thì ở lần hành động này rồi. Hắn cuối cùng liếc nhìn Giang Sách, trong lòng yên lặng nói rằng, sư phụ, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không gạt ta, ta tin tưởng ngươi. Ta muốn hướng thế nhân chứng minh năng lực của ngươi. Thời khắc này Mạc Nguyên đối với Giang Sách báo dĩ 100% tín nhiệm, hắn, không đếm xỉa đến. Mà này người vây xem, tất cả đều đừng thở dài. Không cần nhìn, phải thua không thể nghi ngờ. Ai, hào hào một đứa bé, tin tưởng ai không tốt, đi tin tưởng một cái miệng đầy chạy xe lửa thần côn. Không cứu, không cứu. Thi đấu còn chưa bắt đầu, phòng trong liền tràn ngập một loại phải thua không thể nghi ngờ bầu không khí. Socrates nhún vai, đối với thủ hạ người nói, còn chờ cái gì? Đi đem bệnh nhân mang ra đến đây đi. Lập tức, có 8 gã thủ hạ mang một giường lớn đi ra, đem cái giường kia đặt ở trong đại sảnh gian, ở trên giường, nằm một cái đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh bệnh nặng người. Socrates lắc lắc tay, Mạc thiếu gia, xin mời. Mạc Nguyên hít sâu một hơi, đi tới trước giường bệnh. Mọi người nhao nhao đầu đi ánh mắt, xem Mạc Nguyên đến cùng biết làm sao cứu trị như vậy một vị bệnh nặng người, phải biết rằng. Bệnh nhân này nhưng là hơn 10 vị kinh thành danh y đều thúc thủ vô sách. Không có ai tin tưởng Mạc Nguyên có thể trị hết hắn. Chỉ thấy Mạc Nguyên vòng quanh bệnh nhân kia đi một vòng, một hồi tế mi lộng nhãn, một hồi nghỉ chân quan sát, làm được có 15 min còn không có chính thức động thủ. Socrates có chút nóng nảy. Uy, người đến cùng có thể hay không chữa? Nếu là không biết cứ việc nói thẳng, bớt ở cái này cố làm ra vẻ. Mạc Nguyên lạnh mặt nói, người gấp cái gì? Làm bác sĩ, vọng, văn, vấn, thiết là cơ bản thường thức. Đang đối với bệnh nhân cứu trị trước, ta không được cặn kẽ quan sát sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn quan sát bao lâu? Đúng dịp, ta vừa mới quan sát được rồi, hiện tại có thể động thủ cứu trị. Socrates nở nụ cười, phải, ta đây cũng muốn lãnh giáo một chút Mạc thiếu gia cao minh y thuật. Nhìn ngươi từ Giang thầy thuốc bên kia học được lão bản lãnh gì. Mạc Nguyên lạnh rên một tiếng, đi tới một bên mở ra mình hòm thuốc. Hắn một bên lấy thuốc vừa nói, đầu tiên nói một điểm, sở dĩ kinh thành hơn 10 vị danh y đều thúc thủ vô sách, cũng không phải là đại gia y thuật không được, mà là đại gia lầm phương hướng. Tên này bệnh nhân, căn bản cũng không có nhiễm bệnh. Một câu nói đem Socrates dọa cho chết khiếp. Hắn mồ hôi lạnh trên trán xuống. Chẳng lẽ, Mạc Nguyên nhìn thấu huyền cơ trong đó. Cái khác bác sĩ cũng đều dựng lỗ tai lên, tỉ mỉ nghe Mạc Nguyên tiếp tục nói đi xuống. Kỳ thực, vị bệnh nhân này cũng không phải là ngã bệnh, mà là bị tai họa vào cơ thể rồi. Phốc suy tương đương tương đương. Socrates vui vẻ, treo thần kinh cũng rốt cục trầm tĩnh lại, cảm tình Mạc Nguyên cũng không biết chân tướng của chuyện, chính là cố làm ra vẻ, nói bậy mà thôi. Còn tai họa vào cơ thể. Lộn xộn cái gì cũng đi ra. Vây xem bác sĩ nhao nhao lắc đầu, một mảnh vẻ thất vọng. Mạc Nguyên hài tử này, không cứu. Làm một danh y sinh, là tối trọng yếu chính là bảo vệ điểm mấu chốt, có thể khoa học, khách quan phân tích vấn đề. Hắn hiện tại ngay cả tai họa vào cơ thể, lời như vậy đều nói ra được, đã không xứng làm một gã thầy thuốc. Ai, yên lành một đứa bé. Bị Giang Sách na thần côn cho mang trong rãnh đi. Đối mặt mọi người châm chọc, Mạc Nguyên căn bản cũng không để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn mặc vào một thân đạo bào, tay trái cầm chuông, tay phải cầm một cái cây búa,
sau đó ở bệnh nhân bên người thả một hàng đồng la, tất cả lớn nhỏ, xếp thành một hàng. Những thứ này chuẩn bị xong sau đó, hắn dùng tiểu đao đem chân của bệnh nhân để trần cho rạch ra một cái chỗ rách, dưới đặt một cái chậu than. Hiện tại, để ta làm pháp, tỉnh lại bệnh nhân linh hồn, loại trừ trên người của hắn tai họa. Nói xong, Mạc Nguyên đem ống quần cho vãn lên, một bên vây quanh bệnh nhân nhảy, một bên miệng lẩm bẩm. Hắn tay trái một mực phe phẩy chuông, tay phải cầm cây búa thỉnh thoảng gõ một hàng kia đồng la, đinh đinh đang đang, vang lên không ngừng. Nhìn tư thế, nơi nào như là làm cho xem bệnh, giống như là một cái thần côn. Trong lúc nhất thời, hết thảy người vây xem đều trợn tròn mắt. Hảo hảo một cái bác sĩ mầm bị làm thành bộ dáng này, thật là đáng tiếc. Ai, Mạc Nguyên à Mạc Nguyên, người với ai học không tốt cùng Giang Sách học. Học được học, đi học làm thần côn. Mạc gia trăm năm cơ nghiệp, không có nha. Một bên Socrates cố nén vui sướng. Nếu như nhảy đại thần có thể chữa bệnh cứu người nói, cái gì đều muốn bọn họ những thầy thuốc này làm cái gì. Hắn nhịn không được hướng phía Giang Sách nhìn sang, trong lòng rất là nghi hoặc. Dựa theo đạo lý mà nói, Giang Sách không có khả năng như vậy vụng về a, hắn không có khả năng không biết loại phương pháp này là vô dụng, nhưng tại sao còn muốn Mạc Nguyên làm như vậy? Hắn muốn cố ý hủy diệt Mạc Nguyên. Không đến mức a. Mạc Nguyên bị hủy, Giang Sách một chút chỗ tốt không chiếm được không nói, còn muốn mang tiếng xấu, liền mang thịnh vui khoa học kỹ thuật đều sẽ bị người phỉ nhổ. Giang Sách trong hồ lô muốn làm cái gì? Socrates ý đồ từ Giang Sách thần tình trong rình một. Hai, thế nhưng vô dụng, Giang Sách trên mặt của không có chút nào tâm tình chập chờn. Đã nhìn không ra vui vẻ, cũng nhìn không ra bi thương, càng nhìn không ra nôn nóng. Thật giống như chuyện xảy ra chung quanh đều với hắn không có quan hệ, hắn chỉ là một đi ngang qua những người đứng xem giống nhau. Socrates trong lòng yên lặng nghĩ đến, cảm tình là một gối thêu hoa, trông khá được mà không dùng được. Lao kéo tiểu thư hao phí như vậy tâm cơ liền vì đối phó như vậy một cái rác rưởi, thật có chút quá mức cẩn thận rồi. Để cho ta Socrates đối phó loại tiểu nhân vật này, ha ha, thực sự là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Lãng phí. Socrates ở trong lòng đem Giang Sách cho khách sáo một lần. Những người vây xem kia mắng cũng mắng được rồi, mọi người nhìn Mạc Nguyên điên cuồng bộ dạng, đều rối rít lắc đầu. Ai, đi thôi. Ta xem không nổi nữa. Hoa Hạ y học giới chẳng những không có đạt được chính danh, ngược lại vừa tô vừa đen, không cứu không cứu. Có không ít người thất vọng xoay người rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc tỉ thí này, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định Mạc Nguyên thất bại. Nhìn tiếp nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có Mạc Nguyên vẫn còn ở liều mạng nhảy, nhớ kỹ, phe phẩy, gõ, hắn đem Giang Sách giao cho hắn đổ đạc. Toàn bộ đều triển hiện ra. Tuy là hắn cũng không phải là rất rõ ràng vì sao Giang Sách muốn hắn làm như vậy, thế nhưng, hắn tin tưởng Giang Sách làm như vậy nhất định có tác dụng ý. Sư phụ, ta tin tưởng ngươi. Cho dù người khác đều cảm thấy ngươi không đúng, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có ý nghĩ của chính mình. Tỉnh dậy đi, bệnh nhân. Mạc Nguyên vẫn còn ở niệm động hay là chú ngữ, liều mạng nhảy, gõ. Từ từ. Hiện trường xảy ra biến hóa. Bệnh nhân kia tuy là còn không có tỉnh lại, thế nhưng bệnh nhân thân thể xuất hiện dị thường. Chỉ thấy bệnh nhân kia dưới da mặt có vật gì đang du động lấy, dọc theo máu của hắn quản ở trong thân thể tán loạn. Đó là... Mạc Nguyên mắt sắc, một cái liền chú ý tới bệnh nhân trên thân thể không thích hợp. Đồng thời hắn phát hiện, hắn gõ càng dùng sức, vật kia liền du động nhanh hơn điên cuồng hơn, tựa hồ, vật kia phi thường sợ chuông. Đồng la thanh âm. Ha ha. Mạc Nguyên cười lớn một tiếng, sau đó tiếp tục chuông lắc keng, đập đồng la. Này nguyên bản đều chuẩn bị rời đi bác sĩ, cũng đã nhận ra bệnh nhân thân thể phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời đều dừng lại cước bộ, tiếp tục quan sát. Bọn họ đều là nhất đẳng danh y, ngay cả Mạc Nguyên đều có thể nhìn ra được trò, tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của bọn họ. Vật kia ở bệnh nhân ở trong thân thể tán loạn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là tìm kiếm cửa ra giống nhau, nhất khắc cũng đều không tiếp tục chờ được nữa. Mạc Nguyên nhanh lên khua chiêng gõ trống, đem vật kia hướng chân của bệnh nhân để trần đuổi. Giống như là nông trường chủ đuổi dê thông thường, Mạc Nguyên đi qua chuông lắc keng,
đập đồng la phương thức, đem vật kia theo bệnh nhân huyết quản hướng chân phương hướng chạy tới. Càng ngày càng tới gần bàn chân. Hết thảy thầy thuốc ánh mắt đều thấy đi qua, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ bỏ lỡ không được sự tình. Chân tướng rốt cuộc phải yết khai. Đến tột cùng, bệnh nhân ở trong thân thể chính là cái gì? N. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được nhìn sang, trong lòng đều một vạn cái dấu hỏi, chẳng lẽ, bệnh nhân kia trong cơ thể thật sự có đồ không sạch sẽ? Mạc Nguyên kỳ thực cũng không hiểu vì sao, hắn chỉ là nghe theo Giang Sách lời nói đi làm. Nếu Giang Sách nói làm như vậy có thể cứu người, vậy nhất định có thể cứu người, chuẩn không có sai. Mạc Nguyên tiếp tục lắc chuông, đập thông luận, một cái đem bệnh nhân dưới ra vài thứ kia từ ở trong thân thể hướng bàn chân đuổi, cuối cùng, vài thứ kia từ bệnh nhân bàn chân mổ xẻ địa phương chảy ra. Một vũng lớn máu đen. Tại nơi chút trong huyết dịch, có một cái lại một cái cùng con đỉa rất gần mềm nhũn đồ đạc, nhìn qua vô cùng ác tâm. Đây chính là làm cho bệnh nhân ngủ say bất tỉnh đồ đạc sao? Mạc Nguyên phản ứng kịp, kỳ thực, bệnh nhân cũng không phải là thực sự bị xui xẻo trở, mà là bị loại này không biết tên, động vật cho xâm chiếm thân thể. Cái này rất giống có người bởi vì ăn không sạch sẽ ếch trâu, đưa tới ký sinh trùng tiến nhập thân thể, do đó biến thành si ngốc giống nhau. Nên bệnh nhân nguyên nhân bệnh cũng là như vậy. Hay là, mồi vận, chỉ chính là chỗ này một loại ký sinh trùng. Này như là con đỉa một dạng ký sinh trùng hết thảy đều lọt vào bệnh nhân dưới chân hỏa bằng bên trong, một con không dư thừa, toàn bộ đều chết cháy. Mạc Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nếu biết rồi nguyên nhân bệnh, kỳ thực còn dư lại sự tình liền tiếp đơn sinh ra. Không phải là trợ giúp bệnh nhân tẩy trừ vết thương, kiểm tra toàn thân, khôi phục nghỉ ngơi các loại. Tùy tiện đổi một người chữa bệnh sinh đâu có thể làm được. Ở một phen đơn giản xử lý sau đó, bệnh nhân kia cũng rốt cục mở hai mắt ra, khôi phục ý thức. Trong cơ thể ký sinh trùng bị dọn dẹp sạch sẽ, đầu óc của hắn rốt cục có thể nghe theo ý nghĩ của chính mình đi suy tư. Mạc Nguyên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra nụ cười. Đang nhìn hết Mạc Nguyên một loạt đặc sắc biểu hiện sau đó, này vây xem chữa bệnh sinh đâu cảm thấy tao được hoảng sợ. Bọn họ vừa mới nói cái gì kia mà. Nói Mạc Nguyên điên rồi. Nói Mạc gia trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn nói Mạc Nguyên theo Giang Sách học tập làm thần côn, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Hiện tại, bọn họ còn nói ra được sao? Bọn họ lúc này mới ý thức tới, Mạc Nguyên vừa mới nói bệnh nhân, xui xẻo vận, kỳ thực chính là một thủ thuật che mắt, một loại có chứa vui đùa hứng thú thuyết pháp. Bệnh nhân mặc dù không phải thật xui xẻo vận, nhưng là đúng là bị ký sinh trùng vào cơ thể rồi. Loại này ký sinh trùng nằm vùng ở bệnh nhân trong cơ thể, cùng bệnh nhân huyết dịch hòa làm một thể, đơn giản căn bản là không phát hiện ra được, đây cũng là hơn 10 vị kinh thành danh y thất bại chỗ mấu chốt. Bọn họ đều tưởng cái gì hiếm thấy tật bệnh, cần dùng đến phương Tây tân tiến chữa bệnh thủ đoạn mới có thể trị bình phục. Làm sao cũng không nghĩ ra bệnh nhân là bị ký sinh trùng cho xâm nhập thân thể. Nếu như sớm biết điểm ấy, kỳ thực nơi này mỗi một vị chữa bệnh sinh đô có thể dùng phương pháp khác nhau tới giải cứu bệnh nhân, khó khăn không phải cứu người phương pháp, khó khăn là như thế nào tra xét ra bệnh nhân đến tột cùng bị bệnh gì. Luận cứu người phương pháp, ở đây chữa bệnh sinh đô so với Mạc Nguyên cường. Nhưng chỉ có Mạc Nguyên biết bệnh nhân là nơi nào xảy ra vấn đề, bọn họ nhưng không biết. Cho nên Mạc Nguyên có thể thắng lợi, bọn họ cũng chỉ có thất bại. Bọn họ đều bị tư duy hình thái cho hại. Cái này khiến tất cả chữa bệnh sinh đô hiểu một việc, vì sao Giang Sách có thể nói, năm Min giáo hội Mạc Nguyên đánh bại Socrates phương pháp. Cũng không phải nói Giang Sách chỉ có năm Min là có thể làm cho Mạc Nguyên y thuật đạt được chất đề thăng. Mà là nói, Giang Sách dùng năm Min thời gian nói cho Mạc Nguyên bệnh nhân bệnh chỗ, đã biết nguyên nhân bệnh. Mặc dù là Mạc Nguyên trước mắt tài nghệ y thuật, cũng có thể đơn giản chữa cho tốt bệnh nhân. Cao, thật sự là cao. Giang Sách đôi mắt kia thật sự là thật lợi hại. Một gã vừa mới còn chào phúng Giang Sách bác sĩ đã đi tới, chắp tay, vẻ mặt áy náy nói, Giang thầy thuốc, thực sự là xin lỗi. Lão hủ ta không biết chân tướng của sự tình liền đối với người có nhiều trách móc nặng nề, thật sự là lão hủ không phải, ở chỗ này. Ta giống như người biểu thị trọng áy náy. Giang Sách mỉm cười.
Hắn khoát tay áo, lão tiên sinh không nên tự trách, kỳ thực vừa mới dưới tình huống đó, người biết trách móc nặng nề ta cũng là tự nhiên. Lại là năm nghìn giáo hội Mạc Nguyên, lại là xui xẻo vận, lại là chuông lắc đập la, quả thực xúc phạm thầy thuốc điểm mấu chốt. Lão tiên sinh người biết trách móc nặng nề biết đau lòng, đó là người có trách nhiệm lòng thể hiện, làm sao có thể trách đâu. Nghe xong lời này, lão bác sĩ càng thêm cảm thấy thẹn thùng rồi. Cái khác vây xem bác sĩ nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Mà thôi, hoặc là nhân gia làm sao y thuật cao siêu như vậy rồi. Chỉ là cái này một phần lòng dạ khí phách, thì không phải là người bình thường so được với rồi. Bị oan uổng, bị trách mắng, bị chửi rủa rồi, bị giễu cợt, một câu câu oán hận cũng không có, còn trái lại thoải mái mắng hắn nhân. Phần này lòng dạ, khiến người khâm phục. Giang thầy thuốc, ta vì mình lời nói và việc làm cảm thấy thẹn, xin nhận ta cúi đầu. Từ nay về sau, coi như giang thầy thuốc để cho ta đi tìm chết, ta đều không có câu oán hận nào. Hoa hạ y học giới có giang thầy thuốc nhân vật như vậy, thật là một loại vinh hạnh, một niềm hạnh phúc. Mạc thiếu gia thực sự là vận khí tốt ha, có thể bái ở giang thầy thuốc môn hạ, ngày khác nhất định có một phen đại tác phẩm vì, trở thành đỉnh cấp danh y. Vừa mới còn đối với giang sách nói lời ác độc vây xem bác sĩ, lúc này đều đối với giang sách biểu đạt cao quý kính ý. Đồng hành trong lúc đó, muốn làm cho đối phương chịu phục phương thức tốt nhất chính là dùng chuyên nghiệp của ngươi tri thức đánh cho đối phương không bò dậy nổi. Giang sách, chính là dùng hắn y học tám nhất trung văn võng tri thức, đánh cho ở đây hết thảy danh y đều, không đứng nổi. Vô luận là y thuật, vẫn là y đức, giang sách đều có thể nói tấm gương. Lúc này, Mạc Nguyên đi tới hỏi, sư phụ, ta có một chút không hiểu, vì sao những ký sinh trùng kia sẽ bị chuông. Chống đồng cho đuổi ra. Giang sách nói đơn giản nói, bất đồng ký sinh trùng không có cùng nhược điểm, những ký sinh trùng này sợ chính là bén nhọn thanh âm chói tai. Ngươi không ngừng ở bệnh nhân chung quanh thân thể chế tạo loại thanh âm này, ký sinh trùng sẽ luống cuống bất an, phi thường muốn thoát đi. Sau đó, ngươi lại đang bệnh nhân bàn chân cho ký sinh trùng mở một cái chỗ rách, cho chúng nó cơ hội thoát đi, chúng nó đương nhiên sẽ nghĩa vô phản cố từ nơi đó chạy mất. Mạc Nguyên mới chợt hiểu ra. Thì ra là vậy à. Cho nên sư phụ ngươi để cho ta ngay từ đầu đang ở bệnh nhân dưới bàn chân đặt một cái chậu than, nhìn qua là thần thần thao thao nghi thức cảm giác, trên thực tế đã sớm nghĩ tới ký sinh trùng biết từ bàn chân trốn tới, dùng tốt chậu than bắt bọn nó toàn bộ đều chết cháy. Sư phụ, ngươi coi là quá chuẩn rồi. Nghe xong Mạc Nguyên cùng Giang Sách đối thoại, cái khác bác sĩ chỉ có càng thêm cảm nhận được Giang Sách cường đại. Cảm tình từ vừa mới bắt đầu, Giang Sách cũng đã dự liệu đến kết cục như vậy. Nói cái gì xui xẻo vận, lại là khua chiêng gõ trống lại là phóng hỏa chậu, nhìn qua như là đang làm một ít bừa bộn nghi thức, trên thực tế toàn bộ đều là vì đối phó ký sinh trùng mà chuẩn bị. Người khác chỉ có thể nhìn được một bước, hai bước, ba bước, mà Giang Sách liếc mắt là có thể từ khởi điểm chứng kiến điểm kết thúc. Phần thực lực này, xác thực khiến người khâm phục. Danh y nhóm lần nữa chắp tay, phục sát đất. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Giang Sách thái độ có 180 độ chuyển biến lớn, cái này triệt để lật đổ Socrates tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng đi qua lần tỉ thí này, có thể đem Giang Sách cho nhục nhã cái gì cũng sai, làm cho Giang Sách ở kinh thành triệt để không ngóc đầu lên được, kết quả đâu? Kết quả chính là, Socrates thảm bại xong việc. Tại sao có thể như vậy? Socrates tuyệt vọng nhìn mọi người. Căn bản không có thể hiểu được vì sự tình gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Giang Sách từ tốn nói, biết tại sao sẽ như vậy sao? Kỳ thực rất đơn giản, người dùng chúng ta hoa hạ, cổ thuật, đi đối phó chúng ta, loại này múa búa trước cửa lỗ ban tiểu kế hay thực sự nực cười. Nếu như người sử dụng là người nghiên cứu thâm hậu Tây Dương y thuật, có thể, Mạc Nguyên thực sự không có biện pháp với người đối kháng. Nói cái gì, sư di trưởng kỹ năng lấy chế di? Ha ha, kết quả là chỉ là nghịch đại đao trước mặt quan công, mắc cỡ chết người. Socrates thở thật dài. Cứ như vậy thua sao? Thua trận tỉ thí, chẳng khác nào thua mất cùng lao kéo tiểu thư ước hẹn cơ hội, không thể, tuyệt đối không thể. Socrates lạnh mặt nói, không tính là, ván này không tính toán gì hết, chúng ta lại tới. Còn có thể chơi như vậy? Đám thầy thuốc nhao nhao đầu đi ánh mắt khinh bỉ.
Ngươi có thể nếu không cần thể diện một chút sao? Thua chính là thua, còn ván này không tính là, ngươi biết, cảm thấy thẹn, hai chữ viết như thế nào sao? Socrates không phục, hướng về phía mắng, các ngươi đám này rác rưởi biết cái gì? Trò chơi này chơi thế nào từ ta quyết định, ta nói ván này không tính là không coi là, ba ván thắng hai thì thắng. Có bản lĩnh, Mạc Nguyên thắng nữa ta một ván, ta đây liền chịu thua, như thế nào? Vì cùng lao kéo ước hội, Socrates đem, không biết xấu hổ, tinh thần phát huy đến cực hạn. Mạc Nguyên vừa vội vừa tức. Làm một bác sĩ, làm sao có thể ngay cả điểm ấy hành vi thường ngày cũng không có. Hắn giận dữ hét, người đã thua, dựa theo ước định, đem chúng ta nhà bảng hiệu giao ra đây. Socrates ha hả nở nụ cười, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có 7-8 danh bảo an vọt ra, đem Mạc Nguyên, Giang Sách đều vây. Nói không lại liền động thủ. Đám này người Tây Dương thật là vô sỉ đến nơi đến chốn. Socrates miệng phiết cùng hai ngũ tám vạn tựa như, khinh thường nói, theo ta hung. Ngươi cũng có tư bản không phải. Lại tất tất một câu, ta nửa phút ném ngươi ra. Này danh y nhóm muốn hỗ trợ, nhưng vài cái bảo an đồng thời móc ra gậy gộc, sợ đến bọn họ động cũng không dám động. Làm trị bệnh cứu người bác sĩ, bọn họ cũng sẽ không đánh lộn. Hơn nữa những thứ này danh y đều lên niên kỷ, nơi nào là thân thể khỏe mạnh các nhân viên an ninh đối thủ. 10 cái cũng không nhất định đánh thắng được nhân ra một cái. Nhìn chu vi thân thể cường tráng bảo an, Mạc Nguyên nóng nảy. Nghĩ đến đám các ngươi nhiều người ta sẽ sợ. Vì Mạc gia danh dự, vì Hoa Hạ tôn nghiêm, ta và các ngươi liều mạng. Thanh niên nhân, chính là tính khí sông. Mạc Nguyên hướng về phía Socrates nhào tới. Socrates cười ha ha, khinh thường nói, thật là không có đầu óc ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể đụng đến ta sao? Ngày hôm nay ngươi nếu có thể đụng tới ta một cây lông tơ, đều coi như ta thua. Mấy cái khác bảo an lập tức vây lại. Bọn họ quơ gậy gộc, hướng phía Mạc Nguyên trên người đánh, căn bản không cho Mạc Nguyên tới gần Socrates cơ hội. Đúng lúc này, một cây ngân châm phá không mà ra, vèo một tiếng, trực tiếp đâm vào một tên đại hán trên đùi. Trong nháy mắt, đại hán kia chân liền phế đi, cả người nghiêng rồi ngã xuống. Ai yêu tương đương, đau quá a! À. Siêu siêu siêu, một cây lại một gốc ngân châm phá không bay ra, không ngừng ghim vào các nhân viên an ninh bắp đùi, bên trong cánh tay của bọn hắn bắp đùi cứ như vậy phế bỏ, từng cái nằm trên mặt đất gào khóc kêu loạn. Trước sau không đến 10s võ thuật, xấp xỉ 10 tên thân thể khỏe mạnh bảo an đã bị giết chết. Cái này, mọi người hướng phía ngân châm bay ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Giang Sách trong tay đang cầm một cái hộp, trong hộp là một cây cây nhọn ngân châm, vừa mới chính là Giang Sách dùng những ngân châm này kết quả vài tên cường tráng bảo an. Lại một lần nữa, danh y nhóm đối với Giang Sách sinh lòng bội phục. Người nói nhân gia y thuật cao siêu, nghệ đức cao thượng đây cũng là quên đi, song nhân gia còn công phu rất cao, quan trọng nhất là... Nhân gia tuổi còn trẻ tự làm lên rồi đại tập đoàn chủ tịch. Vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là nhất đẳng thiên tài siêu cấp. Người như vậy, nhất định chính là cái bác, sự hiện hữu của hắn đối với người thường mà nói chính là không công bình. Có thể cùng Giang thầy thuốc thân ở cùng một thời đại, là của chúng ta may mắn cũng là cái bất hạnh của chúng ta. May mắn chính là, chúng ta chứng kiến cái gì gọi là thiên chi kiêu tử. Không may. Vô luận chúng ta làm như thế nào, cũng không thể vượt lên trước hắn, chúng ta mãi mãi cũng chỉ là làm nền. Có vài người, trời sinh chính là viên kia sáng nhất ngôi sao. Giang Sách chính là chỗ này loại hình người. Sư phụ, đa tạ. Có Giang Sách hỗ trợ, Mạc Nguyên ung dung vượt qua an ninh tuyến phòng vệ, một bả níu lấy Socrates cần cổ, thật cao vung lên nắm tay. Lúc này, Socrates xem như là triệt để chơi xong. Mạc Nguyên lạnh lùng nói rằng, vừa mới ngươi nói cái gì kia mà. Ngày hôm nay ta chỉ muốn đụng tới ngươi một cây lông tơ coi như ngươi thua. Ha ha, ta không riêng muốn đụng ngươi lông tơ, ta còn muốn lột sạch lông trên người của ngươi. Mạc Nguyên trực tiếp cho Socrates một quyền, đánh cho hắn hai mắt mạo sao kim. Sau đó, hắn trực tiếp cưỡi ở Socrates trên người, tự tay đi xé rách Socrates tóc, lấy tay nhổ, dùng cây kéo kéo, dùng thủ thuật đao cắt. Đem Socrates đầu đầy tóc vàng cho, diệt trừ sạch sẽ. Socrates liều mạng giãy giụa,
nhưng căn bản không phải Mạc Nguyên đối thủ. Thiếu hiệp, ta biết sai rồi, tha cho ta đi. Ta thua, ta thực sự nhận thua, không cần so với ba cục, ta thừa nhận ngươi thắng còn không được sao. Buông ra ta, không muốn kéo đầu ta phát, ta đem bảng hiệu trả lại cho ngươi. Vô luận Socrates làm sao cầu xin tha thứ kêu khóc cũng không sẽ dùng. Mạc Nguyên đem hắn tóc, râu mép, lông mi toàn bộ cạo sạch, một bả ném lên bầu trời. Quỷ Dương. Dựa theo ước định, từ nay về sau cấm ngươi bước vào chúng ta Hoa Hạ một bước. Nếu không, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tiếp theo, ta không riêng đem ngươi trên đầu tóc đều cho cạo rồi, ta còn muốn đem ngươi toàn thân tóc đều cho cạo rồi. Nói xong, hắn dựa theo Socrates cái mông hung hăng đạp một cước. Socrates lại đau vừa thẹn, hai tay ôm đầu co rúm ở trong góc, cũng không dám thở mạnh một tiếng, khóc được kêu là một cái lê hoa đái vũ. Mọi người theo ta đi vào, cầm lại thuộc về đồ của chúng ta. Đi, theo Mạc thiếu gia, xông lên a. Những thầy thuốc kia nhóm mừng rỡ như điên, theo Mạc Nguyên xông lên lầu, đem mình bị Socrates đoạt đi gì đó lại cho đoạt trở về. Ngày hôm nay một trận, quá hết giận. Dưới lầu, Cửu Trắng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Giang Sách nói rằng, thống suất, người đồ đệ này tính khí cũng quá trùng điểm, một bộ con nghé mới sanh tư thế, sợ là về sau không tốt quản a. Giang Sách mỉm cười đáp lại nói, thanh niên nhân nên hữu niên khinh tánh của người, nếu như ngươi 20 hơn tuổi tuổi quá trẻ liền một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ, vậy còn nhằm nhò gì trẻ tuổi người. Hắn nhìn về phía trên lầu nháo đằng đoàn người, hài lòng nói, tên đồ đệ này, ta thích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.